Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin vào tối thứ sau tuần trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Thì đây là một cái bản tin tuần rất là đều đặn vào mỗi buổi tối thứ sáu. Để chúng ta làm gì? Để chúng ta có những phân tích đánh giá lại tất cả những cái danh mục cổ phiếu mà team của chúng ta thường xuyên theo dõi. Sau đó thì mình sẽ có một vài cái đánh giá, một số các cái đánh giá kịch bản phân tích thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua. Sau đó thì sẽ có một vài ý để chúng ta đi phân tích xu hướng thị trường trong tuần mới. Thì như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có đi phân tích các cái danh mục cổ phiếu rất là quan trọng, gồm có cổ phiếu trụ, hàng không, du lịch, dầu khí, thép. Tuần này thì cũng sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu của bất động sản và xây lắp. Đấy là một số các mã cổ phiếu mà đã được cùng Lê khuyến nghị ở trên nhóm. Sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích thêm một số các cái nhóm ngành khác, ví dụ như nhóm ngành cảng biển hiện tại cũng đang hết sức là ok, nhóm ngành bất động sản, khu công nghiệp, nhóm phân đạm, dệt may, Viettel thủy sản và một số các cái mã cổ phiếu khác. Đặc biệt tuần này thì cũng sẽ đi phân tích lại, nối tiếp lại các cái nhóm ngành của mã cổ phiếu của ngành họ FLC, một số các cái mã cổ phiếu Penny. Và Penny thì bắt đầu chiến đấu được rồi anh chị, rất rất nhiều các mã Penny đang quay trở lại dòng tiền rất là đẹp rồi. Thì đấy là một số các cái nội dung mà sẽ được trình bày chính ở trong bản tin tuần của ngày hôm nay. Ok, thì tuần vừa qua thì chúng ta đã đáo hạn xong hợp đồng phái sinh rồi, và như vậy là tuần tới thì chúng ta sẽ có một cái tín hiệu giao dịch ổn định hơn và nó sẽ ít bị những cái yếu tố tác động bên ngoài hơn. Thì đấy sẽ là một số các cái ý mà sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá. Và trong tuần vừa qua thì có một điểm nhấn kỹ thuật rất là quan trọng, đó là nhóm ngành Midcap đã có một cái sự giao dịch rất là tốt, và chính cái sự giao dịch của nhóm ngành Midcap đạt được những cái tín hiệu kỹ thuật rất là ok. Chính vậy nên các anh chị nhìn thấy rằng danh mục của chúng ta đã có những nhịp hồi, thì nó tùy tùy vào cái khả năng chiến đấu của anh chị. Như Hùng Lê thì 2 tuần sau khi mà thị trường chứng khoán mở cửa thì đã có được một cái mức lãi, có 3 tài khoản, thì có tài khoản thì chạy được 7%, có tài khoản chạy 9% và có một tài khoản đã chạy được 13,6%. Như vậy thì 15,6, 15,6. Như vậy thì chúng ta đã có một cái 2 tuần giao dịch và chúng ta đã có được rất nhiều những mã cổ phiếu tăng điểm tốt. Thì đấy là một cái tín hiệu rất là tích cực. Và tuần tới thì khả năng sẽ là một cái tuần mà chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt lãi. Đó, chúng ta giữ lãi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ điểm qua nhanh một số danh mục các mã cổ phiếu quen thuộc. Đối với hiện tại thì không có nhiều các yếu tố đột biến và xu hướng tuần tới 80.5 đến vùng 82 tích lũy tiếp. Vinhome thì tuần mới sẽ tích lũy ở vùng 79.5 đến vùng 80. Lực cầu đang thấp như thế này thì khả năng cao, khả năng sẽ có những cái điểm test kỹ thuật về lại ở quanh vùng 78 đến vùng 78.5. VRE trong tuần vừa qua thì VRE chính thức đã test lại vùng 33, có 2 vùng test dự kiến, đó là vùng 33 và sâu hơn sẽ là vùng 32. Hiện tại thì nó đang quay lại mô hình test nấm và tuần tới thì xu hướng sẽ kiểm tra lại ở vùng 30, 33 lần 2. Trong trường hợp thủng 33 thì chúng ta phải tính toán là vùng 32. Và nhóm VIX hiện tại thì cũng không thực sự khởi sắc sau khi mà VIX hủy cái dự án sản xuất xe điện, thì ngay lập tức đã có những cái tín hiệu rất là xấu đối với nhóm cổ phiếu này, đúng không ạ? Vinamilk hiện tại thì vẫn đang trong một cái hành trình tích lũy tương đối là dài. Sau một cái nhịp tăng ở đây thì Vinamilk gần như đã lấp gáp, 2 tuần vừa qua thì Vinamilk lấp gáp sạch sẽ luôn. Trong tuần trước thì cũng có dự báo ở đâu đó quanh vùng 81, 81.5, nhưng nhìn chung vùng này không giữ được thì nó lại có xu hướng quay trở về test cung ở vùng 78.5 đến vùng 80. Đây là vùng mà chúng ta sẽ phân tích thêm. GTN hiện tại đẹp rồi các anh chị, ok, GTN bắt được rồi. Sau điểm test thứ nhất ở vùng 17.3, 17.5 thì GTN đã có một nhịp sóng hồi đầu tiên, đó là về vùng 18.5 và nó chỉnh cung, và trong tuần vừa qua thì những nhịp chỉnh cung đã không thủng vùng 17.8, lực cầu tiếp tục đẩy lên và bật được thoát vùng 18.5 và nó đang có 2 cái nến test như này, gọi là cực kỳ đẹp. Xu hướng thì chúng ta có thể gom thêm ở quanh các tài khoản mà đánh, chúng ta có thể gom quanh vùng 18.5 và nhịp này thì chúng ta sẽ kỳ vọng ở khoảng vùng 19.5 đến khoảng vùng 20, chúng ta sẽ chốt tạm ở nhịp này. Nhóm ngành hàng không đúng anh chị, rất là tuyệt vời, và đây là một trong những cái phân tích rất là sớm để Hùng Lê giúp anh chị em cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có thể định gọi là đón trước được, đón đầu được một cái xu hướng. Thì đối cổ phiếu VDC là một trong những mã trụ mình đã có đánh giá rất kỹ và rất bài bản ở trên nhóm.
Trong những tuần gần đây thì có đánh giá vùng 118 đến vùng 120. Đấy là cái biên hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ quan trọng để VTC có một nhịp thăng hoa sau những cái quyết định của Bộ Thể thao Văn hóa và Du lịch, quyết định là chúng ta sẽ khởi kích hoạt trở lại tất cả các hoạt động du lịch dịch vụ sau ngày 15 tháng 3 và 30 tháng 3 và mốc cuối cùng là 30 tháng 4. Còn ngày 15 tháng 2 thì đã kích hoạt toàn bộ các cái chuyến bay đường bay quốc tế, và đấy là một cái thông tin cực kỳ tích cực để giúp cho VTC trong tuần đã cán vùng 145 và đang tuần tới thì khả năng sẽ test lại quanh 145 trước khi hướng về vùng 152. Dòng tiền đang đánh cực tốt mã cổ phiếu này. Nhờ các anh chị yên tâm cầm nắm. Mã cổ phiếu thứ hai đó là mã cổ phiếu HVN. Thì đây, đối với mã cổ phiếu HVN thì các anh chị cũng có thể xem là ngày 26 tháng 1 Đồng đã bắt đầu phân tích mã cổ phiếu HVN ở trên nhóm, và kể từ đó thì chúng ta bắt đầu một cái hành trình bay lên cùng HVN. Và đến thời điểm hiện tại thì HVN đã và đang đạt được những cái vùng tích lũy cực kỳ tuyệt vời. Trong 2 tuần vừa qua thì HVN đã có vùng 25.5 đến vùng 25.8 để chúng ta tích lũy và gom thêm cổ phiếu. Và nó đang có xu hướng đánh break vùng 27 với lực cầu trung bình đạt 6,5 triệu cổ phiếu trên một phiên là cực kỳ tuyệt vời rồi. Với xu hướng hiện tại thì mình sẽ kỳ vọng HVN sẽ đánh lên khoảng quanh vùng 29 để target tiếp theo. Superdome Kiên Giang, SKG, nó là một cái mã ngành vận tải về đường biển, cầu tàu cao tốc và phục vụ cho ngành du lịch. Thì cũng đã có những cái sự phân tích khá là sớm đối với mã cổ phiếu Superdome Kiên Giang, đã khuyến nghị mua, và hiện tại thì chúng ta đã có được target 19.5, target 21 trong tuần vừa qua và đang hướng về target vùng 23. Lực cầu của nó cũng đang khá là ok. Ở cổ phiếu TCT, cáp treo Bà Nà thì cũng đã có một cái nhịp bắt cổ phiếu này tương đối dài. Gần đến thời điểm hiện tại thì gần như chỉ có mua tích lũy thêm thôi. Thì trong cái nhịp vừa qua thì cũng đã có một cái nhịp tích lũy ở quanh vùng 34, và nhịp tiếp theo đây này là nó đang xây ở vùng 41.5 đến vùng 42, tương đối đẹp với lực cầu đang đạt được khoảng tầm trung bình 20 đến 30 nghìn cổ phiếu trên một phiên, như vậy là tạm ok. Xu hướng thì cáp treo Bà Nà sẽ hướng về target vùng 50. Cổ phiếu VTD là một mã mà ông có phân tích và khuyến nghị cho các anh chị em ở trên team và cũng như qua các bản tin phân tích tuần. Thì VTD đã có một cái hành trình rất là đẹp, và trong tuần này thì VTD đã cán lại vùng kháng cự 525 đến khoảng vùng 26. Thì đây là vùng kháng cự mà các tài khoản mà chúng ta có thể canh chốt bớt, và sau cái chốt bớt thì chúng ta sẽ dự lại ở khoảng vùng 21. Đẹp nữa thì nó sẽ chỉnh về khoảng quanh vùng 19.3. Đây sẽ là những cái vùng mà chúng ta sẽ canh để thu gom thêm. Bản thân VTD thì trong nhịp sóng này thì đánh giá rằng là chúng ta sẽ đánh một sóng dài chứ chúng ta không đánh sóng ngắn của VTD. Cổ phiếu Mansan cũng đã có một cái hành trình tương đối là tuyệt vời. Sau những cái nhịp mà chúng ta có phân tích tín hiệu tạo đáy tạo nền ở quanh vùng 140 đến 141.5 ở đây. Trong tuần vừa qua thì Mansan chính thức đã cán lại vùng 160 với lực cầu đã bắt đầu ấm lên đây các anh chị, lực cầu bắt đầu ấm lên rồi. Xu hướng này thì Mansan sẽ đi ở vùng 157 đến vùng 160 trước khi mà nó hình thành tiếp một cái nhịp sóng tăng tiếp theo ở đây ở quanh vùng 170 đến khoảng 172, chú ý để chốt. BVH là một mã cổ phiếu trụ rất là tuyệt vời, đúng các chị. Ông đã phân tích cái tín hiệu tạo đáy tạo nền của cổ phiếu BVH, ông xem lại nhé. Tức là tất cả những cái mã cổ phiếu mà được phân tích ở trên các bản tin tuần thì ông đã có những cái phân tích từ rất sớm, và ở đây là một cái gọi là bách khoa toàn thư, nó sẽ chứa đựng hết tất cả những mã cổ phiếu, những cái gì tốt nhất, đẹp nhất đó. Ví dụ đây thì có đánh giá rằng hai cái mã cổ phiếu trụ là PNG và BVH là hai cái mã cổ phiếu mà được đánh giá rất là khả quan ở trên các bản tin tuần. Và PNG thì đó, ở những vùng giá nào, và BVH thì ở vùng 50, 51, 52 bắt thăm dò vị thế, và từ những cái thăm dò vị thế đó và chúng ta thấy rằng cổ phiếu chúng ta đúng xu hướng thì chúng ta sẽ tiếp tục có thêm những cái hành động tiếp theo. Và từ ngày 26 tháng 1 đấy các anh chị, và đến bây giờ chúng ta có ngày 16 tháng 2, tức là chúng ta đã có một cái tất nhiên có 2 tuần nghỉ Tết. Như vậy là chúng ta đã có 2 tuần để chúng ta chuẩn bị một cái hành trình của cổ phiếu đi. Đó, đúng không các anh chị? Rất là ok. Thì tín hiệu của BVH cực kỳ đẹp rồi. Dòng tiền bắt đầu bắt trở lại cổ phiếu này, và cá biệt đã có một phiên giao dịch của ngày thứ 5
Ngày thứ tư là cổ phiếu này đã giao dịch trên 1,2 triệu cổ phiếu trên một phiên, rất là ok. Thì sau những cái biên mà chúng ta gom tích lũy thì cổ phiếu BVH đã chạm vùng 5-6. Từ vùng này thì cũng đã có phân tích trong bản tin tuần. Các anh chị cứ xem lại đi, tất cả đã được trình bày rất cụ thể, rất rõ ràng. Và các anh chị chỉ cần mang tiền về thôi, mang tiền về tài khoản của mình thôi. Đó, vùng 54.5 đến khoảng vùng 55.5 trả cung, và trong đây có một cả trả một địp nhịp ở đây ở khoảng 53.7, khá là ok. Công lại vùng 58, tuần tới thì các tài khoản mà cầm BVH có thể canh gom thêm ở quanh vùng 56 đến khoảng vùng 57, gom điểm cuối ở đây. Break vùng 58 thì xu hướng của BVH sẽ tăng rất là đẹp, các anh chị chú ý. PNG cũng là một cái mã cổ phiếu trụ mà được cùng đánh giá rất là happy ở trong thời gian vừa qua. Nhìn về xu hướng này, trong tuần thì PNG đã có những điểm chỉnh cung và nó bám được cái biên 105 này là tương đối tốt. Xu hướng sẽ công vùng kháng cự 110 đến vùng 110 đến khoảng 100 bao nhiêu đấy? 110 đến khoảng 111. Cái vùng này thì các anh chị có thể chốt bớt PNG. BVG thì hiện tại cũng chưa có nhiều dư địa, xu hướng đang đi ngang tích lũy thì chúng ta sẽ chờ thêm. Có một cái biên ở đây là 127 đến 130 là vùng hỗ trợ, vùng kháng cự ngắn là vùng 139, thì tạm thời chúng ta sẽ quan sát thêm những cái biên nó đi hình sin ở trong cái giai đoạn này, và sau cái biên hình sin đó thì cổ phiếu nó sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. MG, cơ điện lạnh G thì cũng tương đối đẹp, giao dịch tương đối đẹp trong tuần vừa qua, đã chỉnh cung và test thành công ở vùng 67 đến vùng 68. Lực đánh của G hiện tại là đang tương đối là đẹp, và tuần tới thì dự kiến nó sẽ công thủng được vùng kháng cự 73 và hướng về vùng 75 đến khoảng vùng 76 đây. Ở vùng này thì có thể canh để chúng ta chốt bớt. Ok. Rồi, nhóm ngành rất quan trọng đó là tiếp theo đó là nhóm ngành thép. Nhóm ngành thép các anh chị. Đó, nhóm ngành thép thì chúng sẽ thử nhá. Đây, các anh chị HPG. Thì nó sẽ có tất cả các cái phân tích kỹ thuật về cổ phiếu HPG, và chúng ta chỉ cần gõ ra đây thôi thì chúng ta sẽ nhìn ở bên này, chúng ta sẽ thấy được tất cả các cái phân tích của admin. Hòa Phát sau một cái điểm sau một cái tuần đánh rất là mạnh mẽ đó, và cũng có phân tích cho các anh chị điểm chỉnh cung ở quanh vùng 46, điểm chỉnh cung sâu hơn ở vùng 44 đến khoảng vùng 45, thì đây là những cái vùng mà chúng ta tổ chức thu gom. Đó, thu gom cổ phiếu Hòa Phát rất là tuyệt vời. Và trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy rằng là đã có những cái cây ở quanh vùng 45.5 đến khoảng vùng 46 đây. Hai phiên kết tuần với tín hiệu kỹ thuật như thế này là tương đối đẹp, lực cầu 21 triệu. Và tuần tới thì cũng đang kỳ vọng là cổ phiếu Hòa Phát sẽ đánh break vùng 49 để xác nhận xu hướng đi tiếp. Cổ phiếu Nam Kim đẹp hơn Thúy Kiều. Đấy là một câu mùng dành cho Nam Kim. Ở trong tuần sau khi mà nó đánh break được, thoát được khỏi cái vùng 35 đến vùng 36 ở đây, thì lực cầu của Nam Kim liên tục được đẩy vào trên 7 triệu cổ phiếu trên một phiên. Như vậy là tay to nó đánh rồi, đấy không phải là nhỏ lẻ đánh nữa. Và khi tay to đánh thì cổ phiếu nó sẽ tăng rất là mạnh mẽ ở sau đó. Ở trong tuần thì nó có biên 37.5 đến biên 38.5, đó là những biên mà chúng ta thu gom rất ok. Biên bao nhiêu? Biên 38.7 và đến phiên kết tuần thì cực kỳ đẹp rồi, đang công lại cái vùng kháng cự ở đây. Thì sang tuần tới với lực cầu như thế này thì khả quan là nó bung cái vùng 42.5 là rất là cao, và khi cổ phiếu này thoát vùng 42.5 thì nó cũng xác nhận một cái trend kỹ thuật xu hướng tăng giá ở đây, và Nam Kim hiện tại thì đang rất là ok cho một nhịp sóng hồi. Cổ phiếu Hoa Sen cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Hoa Sen thì trong tuần vừa qua sau một nhịp test đúng không, thì cũng có phân tích cho anh chị biên 35.5, 35.7 đến biên 36.5, và một cái biên thứ hai đó là biên 34 đến biên 35. Thì trong tuần chỉ có một điểm duy nhất nó chiếu về vùng 35, sau đó nó bật lên. Lực cầu cũng đang được đẩy tương đối tốt vào cổ phiếu Hoa Sen, và chúng ta cũng có một cái sự kỳ vọng tương tự, đó là nhóm thép sẽ đánh. Nhóm thép sẽ đánh và nó sẽ đánh break vùng 38.5 để xác nhận xu hướng đi tiếp của cổ phiếu Hoa Sen. Hồng Minh Châu, mã cổ phiếu hoa đột biến. Thì HMC cũng đã có một nhịp bật lên đây và cũng đã bắt đầu phân tích những cái khuyến nghị đầu tư ở quanh vùng 24.5 ở đây. Các anh chị bắt thêm vùng 25 và chờ cổ phiếu này vượt thoát vùng 26 thì nó sẽ xác nhận xu hướng đánh tiếp. Cổ phiếu HCM nó cũng thuộc cổ phiếu của ngành thép, và cái lực cầu hiện tại thì cũng đang tương đối là ổn. Đó, tương đối là ổn rồi. Trên khoảng 300.000 cổ phiếu trên một phiên là tạm được. 200.000.
Con này thì thanh khoản nó thấp, chính vậy nên là cũng nó chỉ giao dịch như thế này thôi, tầm này là ok rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ quay sang nhóm P. Thì đối với nhóm P thì các anh chị sẽ nhìn ở đây, đó là gì? Đó là sau khi mà chạm vùng 895 ở đây thì VKT đang có những cái xu hướng tích lũy lại quanh vùng 90, và biên nó sâu hơn ở đây, có thể tính toán ở vùng 87 đến vùng 88. Như vậy thì VKT sẽ có một nhịp chỉnh cung ở đây, trước khi mà nó hình thành lại một cái nhịp tăng thì cũng sẽ có đánh giá thêm. Và khi VKT mà phục hồi thì lúc đó chúng ta sẽ có những cái tác động tương đối là ok đối với cả nhóm P. GAT trong tuần vừa qua thì GAT cũng đã có một cái sự giao dịch rất là tích cực khi mà GAT đã giữ được vùng 110 và nó đang công lại vùng kháng cự ở vùng 118. Ở trên góc độ kỹ thuật thì GAT là một mã cổ phiếu về mặt tạo lập về điểm số, và trong nhịp này thì sẽ kỳ vọng ở đây là GAT có thể quay về quanh vùng 125. PLX hiện tại lực cầu cũng đang duy trì tương đối là tốt nên là cái xu hướng cổ phiếu khá là ổn. Trong tuần thì PLX cũng đã có những điểm test kỹ thuật về vùng 58 và nó đang có xu hướng công lại vùng 61.5 đến vùng 62. Đây là vùng kháng cự, thì quan điểm kỹ thuật là cứ về kháng cự thì chúng ta chốt bớt, còn về hỗ trợ thì ở đây, đây là cái hỗ trợ thì chúng ta có thể canh gom thêm. Đó là về mặt quan điểm, và các anh chị cứ đánh nhịp nhàng như vậy trồng lên thì kết quả sẽ rất là ok sau một cái thời gian mà chúng ta tôi luyện, đúng không? Em pet này thì nó được xếp vào ngành bán lẻ thì đúng hơn, và pet thì đã có một cái hành trình tăng tương đối tốt. Hơi tiếc cổ phiếu này thì Hùng Lê không có khuyến nghị mua được, bởi vì là chúng ta hơi hơi cầu toàn một tí ở điểm này. Còn tất nhiên với những cái tài khoản mà họ đã mua được theo những cái điểm một phân tích ở đây, tức là có phân tích cái vùng 34 đến khoảng vùng 35, đúng không anh chị? Đó là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật, và cái vùng kháng cự của nó ở đây là vùng 40. Đó thì nếu mà chúng ta mua được trong cái biên này thì như vậy là sau khi mà break vùng 40 thì chúng ta sẵn sàng có thể đua thêm. Xu hướng hiện tại của PET thì nó sẽ hướng về khoảng vùng 50, đó là target hợp lý. MPVT trong tuần thì nó cũng đã hình thành được một cái nhịp sóng hồi đầu tiên và nó đang chạm lại đây các anh chị, vùng kháng cự 23.5 là vùng kháng cự tương đối là mạnh. Thì đối với các tài khoản mà chúng ta đang cầm PVT, chúng ta chú ý giúp Hùng là vùng 22.5, đây là vùng đệm kỹ thuật. Trong trường hợp không thủng vùng 22.5 thì cơ hội để mà nó đánh vượt thoát vùng 23.5 lên vùng 25 là còn. Thủng 22.5 thì các anh chị nên chốt bớt. PVS ở trong tuần và trong những tuần gần đây thì Hùng đã có phân tích ở đây, đó là vùng kháng cự mạnh của nó đây các anh chị là vùng 29.5 đến khoảng vùng 30, 30.5 ở đây, chính là những cái vùng đây. Đó, đây. Thì trong tuần thì nó cũng đã chạm lại cái vùng 30 đến vùng 30.5, tức là cái biên biên kháng cự ở đây, và nó đang bị chỉnh giảm quay trở lại. Thì trên góc độ kỹ thuật đó thì ở đây này nó có những cái nhịp đánh ngắn này, thì chúng ta sẽ nhìn ở vùng 27 đến khoảng vùng 27.3, ở đây là vùng hỗ trợ, vùng kháng cự ở đây là vùng 29, 29.5 thì các anh chị có thể chốt bớt và về đến những vùng hỗ trợ ở đây này. 28 này rồi 27, 27.5 ở đây thì chúng ta có thể canh gom thêm. PVD vẫn gặp một cái vùng cản tương đối mạnh ở đây là vùng 32, 2-3 tuần nay vẫn chưa thể vượt thoát qua được, và vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 30. Trên góc độ kỹ thuật thì PVD đang có những cái nhịp đi ngắn ở khoảng vùng 30 đến khoảng vùng 32, như vậy thì các anh chị cũng hình dung được một cái biên, và từ cái biên đó thì các anh chị có thể là có những cái hoạt động cơ cấu ở trong một cái biên hẹp như vậy thôi, còn hiện tại thì chưa chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến. BSR sau một tuần đánh rất là tích cực thì BSR đang quay trở lại về lấp lại gap và 3 phiên lấp lại không thủng vùng 26. Thì như vậy là hình dung là vô hình dung là vùng 26 và biên 24.6 đến khoảng biên 25 ở đây nó trở thành hai cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng, rất là quan trọng của BSR ở trong tuần giao dịch mới. Và kỳ vọng là lực cầu nó đang rơi xuống thấp như thế này là khá là ok này, đang rơi xuống khoảng tầm 5 7 triệu một phiên để nó tích lũy hết, nó hấp thụ hết cái lượng hàng, và chúng ta sẽ có thể có những cái phương án canh gom thêm. Còn trên cái trang kỹ thuật của BSR đến thời điểm hiện tại thì cũng đánh giá rằng xu hướng của nó vẫn đang rất là ổn áp, rất là ổn định. Chưa có cái tín hiệu kỹ thuật là bị phá trend hay bị gãy trend nên BSR vẫn tiếp tục cầm. POVK dòng tiền trong những cái giai đoạn gần đây thì đánh tương đối là tốt, ở trung bình khoảng 20 đến khoảng 30 triệu cổ phiếu trên một phiên, như vậy là rất là tuyệt vời. Trong tuần vừa qua thì POVK cũng đã chỉnh cung ở quanh vùng 7.5 và đây là một cây chỉnh cung thành công. Nó đạp thủng và sau đó thì kết phiên thì lực cầu nó quay trở lại, như vậy đây có thể gọi là một cây nến doji.
Họ nến búa, nhưng mà cái phần nến búa, cái búa ở đằng trên này, thì như vậy đó là đánh giá được, gọi là đánh giá cái góc độ rất là tích cực của cổ phiếu. Hiện tại thì cổ phiếu này không còn điểm mua, vùng 18.5 là vùng kháng cự, và xu hướng này cổ phiếu sẽ dự đánh lại ở quanh vùng 19 đến khoảng vùng 20, tức là đây ở cái vùng kháng cự của nó hiện hữu ở trước mặt ở đây rồi, và các anh chị cầm hàng thì chúng ta sẽ ke để chúng ta có thể hiện thực hóa lợi nhuận của nhịp này. Oil hiện tại thì lực cầu đang cạn cung, chính vì vậy nên là cổ phiếu này cũng sẽ chưa thể có những cái lực bứt phá mạnh biên 17.6 đến biên 18, xu hướng tích lũy thêm biên 7.5 nữa. Nói chung là ở đây các cái vùng cổ phiếu này nó sẽ có xu hướng đi ngang ở trong cái thời điểm hiện tại. Ở nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán thì tạm thời sẽ để lại đó, và cuối bản tin còn thời gian thì sẽ phân tích nhịp này thì cũng sẽ phân tích thêm một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản, xây lắp và hạ tầng đã có những cái tín hiệu dòng tiền rất là tốt trong cái thời gian vừa qua. Mã cổ phiếu S99 thì đối với S99 là một mã cổ phiếu mà nó cũng rất là quen thuộc bản thân như thế, và thông thường thì Hùng Lê sẽ có phân tích một số các cái danh mục cổ phiếu để mình làm gì, để mình sẽ nắm được cái ý đồ tạo lập, nắm được cái ý đồ tạo lập các anh chị. Và ví dụ như cổ phiếu S99 ở đây thì chúng ta đã có những cái phân tích, đúng không ạ? Và những cái phân tích từ vùng ngày 20 tháng 1, từ ngày 20 tháng 1 và sau đó đến ngày 7 tháng 2 thì chúng ta tiếp tục thu gom ở vùng biên hỗ trợ kỹ thuật 16.5 đến vùng 17. Đấy là những cái vùng tích lũy rất là ổn định. Từ ngày mùng 7 các anh chị, mùng 7 tháng 2 mà bây giờ là ngày 18 tháng 2. Đó, như vậy chúng ta có khoảng 11 ngày. 11 ngày để chúng ta có được những cái sự chuẩn bị và chúng ta thu gom, chúng ta tích lũy cổ phiếu và chúng ta chờ những cái phiên mà cổ phiếu đánh mạnh lên, thì đấy sẽ là những cái phiên mà chúng ta gọi là mua full hoặc là mua như nào đó thì tùy các cái kế hoạch của các anh chị. Nhưng khi mà cổ phiếu tiếp cận thì Hùng Lê thường tiếp cận cổ phiếu ở những cái vùng giá sâu nhất đấy, tại là những cái vùng hỗ trợ. Thì đó, từ vùng 7.5 và chúng ta có 2 tuần, đúng không ạ? Từ ngày mùng 2, 18 đó, chúng ta có 16 ngày. 18.5 và đến tuần này thì cổ phiếu này chính thức đánh break vùng 20. Đây là một cái tín hiệu kỹ thuật rất là ok. Thì có thể sang tuần mới cổ phiếu này nó cũng sẽ chưa chạy ngay được đâu, nó sẽ có thể có cái độ rơ. Các chị có hiểu cái độ rơ không ạ? Tức là 19.5 đến khoảng vùng 20. Thì đây là cái độ rơ của cổ phiếu, khi mà nó công kháng cự thì nó sẽ có cái độ rơ này, và các anh chị có thể canh gom thêm. Nếu mà chúng ta gom chưa đủ thì chúng ta sẽ canh gom thêm ở những cái vùng 19.5, 19.6. Đấy là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là ok. Cổ phiếu SCR bây giờ thì dân làng mới nháo nhác là ô kìa tím rồi ô kìa tăng, nhưng mà đây sẽ cho các anh chị thấy SCR chúng ta sẽ tiếp cận ở từ đâu. Thì ngày 20 tháng 1, ngày 20 tháng 1 các anh chị là bắt đầu đã có những cái tiếp cận về cổ phiếu SCR. Rồi, sau đó ngày 9 tháng 2 thì chúng ta sau khi mà cái kỳ nghỉ lễ Tết xong thì chúng ta tiếp tục từ phân tích từ biên 7.5 đến biên 18 và quanh biên 19, và chúng ta sẽ nhặt thêm đó. Và trong phiên ngày 9 tháng 2 thì bây giờ là ngày 18, tức là chúng ta cũng đã có 9 ngày về trước, đó, tuần về trước. Thì chúng ta đây 19 đó, quanh vùng 19, 19.4 và cổ phiếu này có vùng 18.5, đó là những cái vùng tích lũy rất là ok của SCR. Và đến thời điểm hiện tại thì nó hàng rồi, bây giờ chúng ta chỉ canh để chúng ta chờ chốt. Vùng kháng cự đầu tiên đó là vùng target vùng 22 mà cổ phiếu SCR cần phải đạt được, và sau đó sẽ công vùng 24. Lực cầu đang tương đối ổn định ở trên khoảng tầm 10 triệu cổ phiếu một phiên, đẹp rồi các anh chị. 10 123 123, ok, lên đường. Và lại có một số anh chị đến đoạn này mới đã bắt đầu hứng này, bắt đầu mới mua này, và mua không cẩn thận nó dội cho 1 2 3 nhát này lại coi như là gì ạ, lại coi như ngồi đỉnh đó. Vậy thì cái sự thành công và cái sự thất bại cũng mã cổ phiếu SCR, nhưng sẽ có những anh chị thành công và những anh chị thất bại. Những anh chị thành công là những người hiểu được nguyên lý vận hành của cổ phiếu, và nếu mà chúng ta không hiểu được thì chúng ta sẽ cần những cái chuyên gia, cần những cái người phân tích, cần những cái người định hướng đó để chúng ta tham khảo, và các anh chị có thể tham khảo những ý kiến của Hùng Lê. Tất nhiên là những bản tin tuần, chúng ta có một tuần chúng ta mới có một bản tin, và cổ phiếu thì nó vận động hàng ngày hàng giờ, và các anh chị muốn có được những cái phân tích tức thì Hùng Lê mời các anh chị về với team của Hùng Lê, đơn giản như vậy thôi.
ở G36 đó, đến thời điểm này thì các anh chị bắt đầu ôi G36 đẹp như vậy đúng không ạ? Nhưng mà ông đã có một cái quá trình chuẩn bị cho mã cổ phiếu G36. Ngày 20 tháng 1 đó, bắt đầu phân tích cổ phiếu 15.5 đến vùng 16. Đấy là vùng mà chúng ta xúc để đảo hàng các anh chị đó. Vậy thì khi mà cổ phiếu này chạm cái vùng hỗ trợ kỹ thuật một cái là ngay lập tức đồng Lê đã có những cái sự phân tích rất là sát ở vùng 15.5, vùng 16 ở đây, và đến thời điểm hiện tại là đến vùng 20 rồi các anh chị đó. Thì trong cái quá trình đó thì liên tục có những cái cập nhật về mã cổ phiếu G36 để các anh chị em của chúng ta có thể nắm vững được chúng ta mua như vậy thì chúng ta đã đúng chưa hay là chúng ta mua sai. Thì đối với G36 tuần tới nhiệm vụ sẽ công vùng 20, đó là nhiệm vụ đầu tiên, và sau đó sẽ hướng lên target khoảng vùng 23, nhịp này khỏe thì sẽ có khoảng vùng 25 đến khoảng vùng 26. G36 hiện tại đang rất ok. LDG cũng đang cực kỳ đẹp đó, và cái biên 14.5 đến biên 15.5 đã được cùng phân tích, anh chị gom hết rồi. LDG đây sẽ search lại anh chị có hết đó. Ngày 20 tháng 1 LDG chạm vùng 15.5, 16.5, 16.5, đây là những cái vùng mà chúng ta bắt đầu để chúng ta canh hỗ trợ mua đảo hàng. 15.5, 16 đấy, 15.5, 14.5 đây đó. Và khi cổ phiếu này break vùng 17.5 là nó xác nhận xu hướng đánh tiếp rồi. Và khi break vùng 17.5 thì chúng ta sẽ nâng target lên vùng 21. Và nhiệm vụ của LDG trong tuần tới là sẽ công vùng kháng cự 21. Thủng vùng 21 thì chúng ta sẽ nâng target lên vùng 25. Và chúng ta không còn những cái điểm mua ở trên này nữa. Tất cả những cái điểm mua nó rất là đẹp ở dưới này rồi. C2 đó, hôm nay tím tái là mọi người bắt đầu mình nháo nhào. Nhưng chúng ta đã có một cái hành trình chuẩn bị về C2. Đó là biên hỗ trợ kỹ thuật 24.8 đến vùng 26, vùng 27. Đây là cái mô hình nấm. Cái mô hình nấm đấy các anh chị, mô hình nấm cổ phiếu sau khi cổ phiếu tăng lên, cổ phiếu vòng quay trở lại test cung, và những cái điểm test cung kỹ thuật ở bên này sẽ là những cái điểm mua vàng, những cái điểm mua vàng trong phân tích kỹ thuật mà các anh chị sẽ mang tiền về cho tài khoản của mình rất là nhanh và rất là an toàn. Thì đối với C2, phiên ngày hôm nay tuyệt vời rồi, trên 10 triệu cổ phiếu, và cổ phiếu đã break vùng 30 thì tuần tới nhiệm vụ sẽ đi lên khoảng vùng 35 đến khoảng vùng 37. NBB sau một thời gian im gọi là im lắng, đúng không? Sau một thời gian im lắng thì cũng đã bắt đầu quay trở lại cổ phiếu NBB. Với cho những cái tài khoản mà chúng ta mua mới và các cái tài khoản mà chúng ta kẹp hàng ngày mùng 10 tháng 2, hình như ngày mùng 10 tháng 2, thậm chí là trước đó có thể sâu hơn một tí. Ngày 20 tháng 1, ngày 10 tháng 2 đây. Thì ở biên 27, 28, 29, đây là các biên mà chúng ta có thể canh để chúng ta gom thêm cổ phiếu NBB. Và mô hình nấm test cổ phiếu C2, test ở vùng 25. Đó thì sẽ là những cái vùng mà để chúng ta phân tích đồng thời NBB và C2 ở đây. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, đó, vùng 27 này, xong đó biên 28 đến biên 30, đây là những cái vùng mà chúng ta sẽ canh gom lại cổ phiếu N77 để chúng ta có một cái hành trình chém cá trên thớt, đó, chém cá trên thớt. Rồi, xu hướng nhịp này thì chúng ta sẽ đảo hàng, dự kiến tuần tới sẽ cán vùng 35, nhưng nhịp này sẽ đưa khoảng vùng 40. Như vậy chúng ta gom được ở khoảng vùng giá 27, 28 cho là vùng 30, mà chúng ta bán được 40, tức là chúng ta đảo được khoảng tầm 33% ở trên cái lượng hàng mà chúng ta có. Thì tùy cái phương pháp đảo hàng của anh chị đó, và để đảo được hàng thì không phải là đơn giản. Ông đã phải phân tích khá kỹ ở những ý đồ tạo lập ở cái điểm, thời điểm nào mà chúng ta tạo đáy, tạo nền thì chúng ta mới có thể chiến đấu được. Cổ phiếu IDG, đối với IDG cũng rất là tuyệt vời. Sau khi mà cổ phiếu này test tích lũy ở vùng 23-25 thì cũng đã có một nhà đầu tư có hỏi, và cũng đã ngay lập tức đồng đã có phân tích cái cổ phiếu này, khuyến nghị để chúng ta tiến hành thu gom. Trong tuần vừa qua thì nó có một điểm test cung ở quanh vùng 27 tuyệt đẹp, và tiếp tục có biên test ở vùng 30 đến vùng 31. Kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ break vùng 31. Khi cổ phiếu này mà đánh break được vùng 31 ở đây, xin lỗi cả nhà, ở vùng 33, thì xu hướng nó sẽ cán ở vùng 37 và xa hơn, 37.5 và xa hơn, thì chúng ta có thể nâng target của nhịp này lên khoảng vùng 40 đến vùng 45. Nhưng trước mắt sẽ là vùng 37.5 đã. Chúng ta cứ bình tĩnh, từ từng cái phần việc một các anh chị. Cổ phiếu HU4 cũng cực kỳ đẹp, và
ngắm đẹp lắm, và chúng ta đã có một cái hành trình thu gom ở quanh vùng 17.3 đến khoảng vùng 18.5. Trên góc độ kỹ thuật thì cổ phiếu này đã có khoảng 2 tuần tích lũy như thế này là cực kỳ đẹp. Các khuyến nghị được phát đi thu gom thêm ở quanh vùng 19. Chờ cho cổ phiếu này break ở vùng 21.1 với một cái lực cầu đạt khoảng tầm ở đây là khoảng tầm trên 300.000 cổ phiếu. Thì sao? Thì chúng ta sẽ nâng target lên vùng 24 và xa hơn sẽ lên khoảng vùng 28. Như vậy là chúng ta đã có một cái hành trình mà chúng ta phân tích và thu gom rồi sau đó có các cái điểm mua lên rất là nhẹ nhàng các anh chị. Hùng không hiểu là các anh chị của chúng ta tiếp cận đến thị trường chứng khoán như thế nào, nhưng với cá nhân của Hùng thì Hùng thấy rằng là thị trường chứng khoán nó làm có lúc nó gọi là hùng hổ như những cái con sóng thần ấy. Nhưng có những lúc là những cái con sóng, những cái thời điểm nó lăn tăn, nó gợn sóng nhẹ nhàng ở trên bờ hồ như thế này, thì đây là những cái thời điểm rất yêu thích trong cái trong những cái nhịp phân tích của cá nhân Hùng Lê đó. Còn những cái đoạn mà sóng nó cồn cào, nó cuộn sóng như thế này thì Hùng ghê rất là sợ đó, những cái đoạn như thế này. Nhưng mà những cái đoạn này thì nhà đầu tư thường lại không quan tâm, nhưng khi mà bắt gặp những cái tín hiệu như này thì đấy là những cái con mồi cực kỳ tuyệt vời. Đấy là quan điểm phân tích về mặt kỹ thuật. Cổ phiếu Nam Long cũng đã được phân tích và bắt một nhịp ngắn ở vùng 50 đến vùng 51. Sau một cái giai đoạn nó tích lũy ở vùng 52.4 tương đối là đẹp, lực cầu thì đang giao dịch ở khoảng tầm 2.4 triệu đến khoảng tầm 3 triệu cổ phiếu trên một phiên, như thế này là ổn rồi. Xu hướng ngắn hạn thì Nam Long sẽ công về khoảng quanh vùng giá 60. Đây là sẽ là cái target đầu tiên mà Nam Long sẽ có những cái phân tích. KDH ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có ở vùng kháng cự 55, và nhịp này thì cũng đã có phân tích vùng 50 đến vùng 51 để cho các cái tài khoản mà chúng ta đánh ở một cái nhịp ngắn. Và như vậy thì chúng ta cũng đã có thành quả rồi anh chị. Nhìn xu hướng như này thì xu hướng 55 đến vùng 57, và đây là những cái vùng mà chúng ta có thể canh để chốt cổ phiếu KDH ở trong một cái nhịp đánh ngắn. Đối với nhóm ngành khu công nghiệp thì các anh chị em của chúng ta cũng sẽ lưu ý đó là một cái mức độ kỳ vọng của năm 2022 khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát và nền kinh tế phục hồi, và chúng ta sẽ chờ đón thêm cái lượng thu hút thêm cái dòng vốn FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam. Thì đấy là những cái kỳ vọng của nhóm ngành khu công nghiệp sẽ tiếp tục có những cái tín hiệu giao dịch khởi sắc của năm 2022. Chính vậy nên là một số các cái mã cổ phiếu Mồng Lê có phân tích khuyến nghị ở trên nhóm. Thì đối với SJC trong 2 tuần vừa qua thì SJC cũng đang đi hết sức là tích cực các anh chị. Sau khi mà nó break vùng 62 ở đây và nó đã đi lên được cái vùng 80, và cái vùng 80 là cái vùng kháng cự rất mạnh của cổ phiếu SJC. Chính vậy nên là chúng ta thấy rằng 2 tuần vừa qua nó không thể break qua được, nhưng nó có một cái tín hiệu cực kỳ là ok. Đó là gì? Đó là vùng 75. Thì cái vùng 75 này nó có một cái vai trò trụ đỡ rất là quan trọng cho SJC để làm gì? Để nó tích lũy lại ở đây, và những cái tài khoản nào mà chốt thì người ta sẽ chốt, và những cái tài khoản nào mà thu gom tiếp để họ đánh một cái nhịp tiếp theo thì nó sẽ đánh. Và ông có nhận diện rằng là trong cái khoảng thời gian gần đây thì cái dòng tiền mà người ta bắt cổ phiếu này ở vùng 70 đến khoảng vùng 75 rất là nhiều. Chính vì vậy nên đây cũng là một cái cơ sở để cho SJC sẽ công break vùng kháng cự 80 để đi lên vùng 85-90, và xa xa hơn thì sẽ kỳ vọng SJC sẽ về mệnh 100. BCM cũng là một mã cổ phiếu được khuyến nghị phân tích đầu tư. Hiện tại thì nó đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở đây, đó là vùng 85/85 ở đây các anh chị. Tuần tới thì kỳ vọng nó sẽ test lại cung ở quanh vùng 82.5, nút thắt kỹ thuật của cổ phiếu này ở quanh vùng 82.5. Chính vậy nên nó sẽ có thêm khoảng 1 đến 2 phiên giao dịch ở trong tuần mới. Test cung tích lũy ở đây ổn định với lực cầu duy trì. Nói chung là đối với em này thì lực cầu cứ duy trì khoảng tầm trên khoảng 1 triệu cổ phiếu trên một phiên là tuyệt vời rồi. Cổ phiếu D2D cũng được phân tích khuyến nghị đầu tư trong một cái quãng thời gian ở đây, đó là vùng 58.5 đến khoảng vùng 60, đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Nó đã có một nhịp đánh lên, và trong tuần vừa qua vùng tích lũy 62 đến khoảng vùng 63 là tương đối ổn định.
tương đối ổn định. Lực cầu ở cổ phiếu DHD, chúng ta sẽ chờ đợi một phiên mà có mức lực cầu nó khoảng tầm trên 500.000 cổ phiếu trên một phiên, thì đấy là một tín hiệu rất là tốt đối với cổ phiếu DHD. KBC cũng là một mã cổ phiếu đang giao dịch tương đối là tốt, và kết quả kinh doanh thì các anh chị có thể xem qua, đó là trong năm 2022 thì KBC đã đặt ra một cái mục tiêu về tỷ lệ doanh thu và lợi nhuận tăng rất là nhiều so với năm 2021. Như vậy là chúng ta sẽ có thêm cái niềm tin vào Bắc Tâm, đúng không ạ? Và cái sự sống lại của họ ITA, phải nói là như vậy, sự sống lại của họ ITA. Thì trong tuần vừa qua, một tín hiệu rất tuyệt vời đó là vùng 56.5 của KBC giữ cực kỳ tốt, và lực cầu vẫn đạt trung bình khoảng tầm 8 triệu cổ phiếu trên một phiên. Và đối với KBC thì chúng ta cần thêm một cái tín hiệu đột biến, tức là lực cầu nó còn rơi khoảng tầm độ 20 triệu cổ phiếu trên một phiên để nó xác nhận cái dòng tiền lớn đánh vào cổ phiếu này. Ngắn hạn thì cũng sẽ kỳ vọng ở đây là target ở vùng khoảng vùng 60, có thể chốt một ít và sau đó thì lên khoảng vùng 61.5 đến khoảng vùng 62. Đây sẽ là những cái vùng kỹ thuật mà chúng ta có thể canh để chúng ta chốt bớt một phần và chờ cổ phiếu chỉnh cung kỹ thuật thì chúng ta sẽ mua lại. ITA đúng như dự báo thì ITA tuần này cũng đã hoàn thành lại cái vùng giá mục tiêu là 17/17. Đây là cái vùng kháng cự đầu tiên mà ITA bắt đầu công từ cái vùng hỗ trợ có phân tích ở đây vùng 12.5 đến vùng 13. ITA đây sẽ cho các anh chị thấy. Để chúng ta không phân trần cái câu chuyện nói trước hay nói sau. Ví dụ như vậy, ngày 20 tháng 1 ITA chạm hỗ trợ đây, lực bật test lại cung quanh 14.5. Đây là những cái thời điểm mà chúng ta đó, ngày 20 tháng 1, và song song với việc đó thì cũng có phân tích luôn mã cổ phiếu KBC ở vùng 49 đến 49.5 đến vùng 50. Và các cái tài khoản có thể canh nhặt ở những cái biên 52, 52.5, 53 ở đây. Đấy là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng. Và sau khi chúng ta gom được những cái vị thế cổ phiếu ok rồi thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể chiến đấu được thêm và nâng thêm, và rất là an toàn. Thì điểm mua thì thời điểm này không còn nữa, chỉ có những anh chị em mà đang cầm cổ phiếu ITA thì có thể nhá, thì có thể là gì, tức là biên 15.5, các anh chị có thể 15.5 đến biên 16 này nó có thể trả cung và chúng ta có thể nhóm thêm một ít, bởi vì chạm 17 mà chỉnh về đây là nó hợp lý đó, chỉnh về đây xong thì nó sẽ công lại vùng 17, và nhịp này thì đang hướng đến cái target ở đây đâu đó khoảng vùng 19. Ở khoảng vùng 19 đến vùng 19.5, tức là nôm na lên đến vùng này thì canh mà chốt, không là không chốt là mất lãi. Đây, nhịp này là rất nhiều nhà đầu tư bị mất lãi này. Và trong nhóm ngành khu công nghiệp, các anh chị lưu tâm một mã cổ phiếu này tiền khi mà nó đánh thì sung sức luôn, nhân tài khoản luôn, phải nói là như vậy. B2 các anh chị hay lắm. B2 thì cũng đã có phân tích. B2 đây ngày 11 tháng 2, ok các anh chị, vùng 10.5, 10.7 thăm dò, và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái phân tích hỗ trợ tiếp theo. Thì đối với BI, đó ngày 10 tháng 2, đây các anh chị, tuần trước thứ ngày thứ 5 là bắt đầu đã có những phân tích kỹ thuật rất là đẹp rồi. Và bao giờ cũng như vậy, cái mô hình nấm luôn có, tức là trong cái tiềm thức của ông Lê luôn có tồn tại cái mô hình này. Tức là sau những cái điểm mua ở bên này thì kiểu gì cổ phiếu nó cũng sẽ vòng về bên này. Đó các anh chị thấy ở vùng 10. Đây ở vùng 10 này. Đó ở vùng 10 này nó test lại này, và thậm chí là có thể ở vùng 9.5. Đó là những cái vùng mà trong cái tiềm thức bao giờ chúng ta sẵn sàng những cái lực lượng để chúng ta bắt lại. Đó, biên 10.7, 10.5 đến 10.7 đây các anh chị. Rồi, và sau đó cổ phiếu test lại 10 và thậm chí chúng ta có thể giành thêm ở vùng 9.5. Và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chính thức là B2 đã có một lực cầu trên chưa được 4,5 triệu, chưa được. Nhưng lực cầu này cũng đã đánh dấu một cái dòng tiền đầu cơ đã bắt đầu kích hoạt vào cổ phiếu B2. Tuần tới nó sẽ công lại vùng kháng cự 11.5 đến vùng 12. Vùng kháng cự rất là quan trọng đây. Và sau đó thì nó sẽ có một cái đà hưng phấn, nó sẽ kéo lên ở trên này, và sau đó nó có một cái nhịp trả cung nho nhỏ ở bên này. Và cái nhịp trả cung đó chính là cái điểm mà thu gom cuối cùng đối với mã cổ phiếu B2, bởi vì B2 cũng đã có phân tích ngày 11 tháng 2 mà bây giờ là 18 tháng 2, là chúng ta có 7 ngày làm việc để làm việc với cổ phiếu B2. Nhóm ngành thủy sản ở trong thời điểm hiện tại và trong thời gian vừa qua thì cũng có phân tích khuyến nghị cho các anh chị em trên team là 4 mã cổ phiếu. CMX là mã cổ phiếu già đời nhất. Khi đó thì CMX có chạm lại vùng hỗ trợ 14.5 đến vùng 15, và đến thời điểm này thì chúng ta đang đưa target của CMX lên đâu? Lên khoảng vùng 19. Trong tuần vừa qua thì CMX có những điểm test kỹ thuật quanh 17.5 đẹp.
Với xu hướng hiện tại thì hoàn toàn có thể kỳ vọng tuần tới CMX sẽ cán vùng 19 và vượt thoát vùng 19 thì có thể lên vùng 21 thì sẽ phân tích sau. Nhưng mà chúng ta phân tích vùng 19 đã. ANV đó, ANV, và đến thời này điểm hiện tại thì ANV cũng đã hoàn thành một cái nhịp tăng rất là tốt và đang hướng target cổ phiếu ANV về vùng 36. Ngày 7 tháng 2, CMX bắt đầu phân tích và ANV trong đó thì có đánh giá và đây bắt thăm dò vị thế ngày 7 tháng 2, và chúng ta cũng có khoảng tầm 11 ngày để làm việc với mã cổ phiếu CMX và cổ phiếu ANV. Ok. Có một mã cổ phiếu nữa là DHC. DHC hiện tại đang tương đối hay. Thì đối với DHC sau một nhịp tăng chạm vùng 80 thì xu hướng nó sẽ test lại ở vùng 78 và biên sâu hơn, đó là biên 76 đến biên 77, và vùng 76, 77, 78 đấy là những cái vùng mà được khuyến nghị canh gom chờ cổ phiếu này break vùng 80 sẽ xác nhận xu hướng. Vĩnh Hoàn thì trong thời điểm hiện tại sau khi mà Vĩnh Hoàn break được mấu chốt vấn đề là nó break được vùng 67 đây. Trong tuần vừa qua thì sau điểm break này thì Vĩnh Hoàn đã có một cây nến test lại cung ở quanh vùng 67 với lực cầu sau đó được đẩy rất là mạnh với dòng tiền tốt. Nói chung là dòng tiền đánh Vĩnh Hoàn hiện tại là tốt. Tiếp theo nó lại xây tiếp cái biên 71 đến 72.5, 3 cây nến rất là tuyệt vời. Ở đây thì đây sẽ là những cái tín hiệu mà bắt buộc chúng ta phải thu gom thêm. Đó, phiên kết tuần thì tốt rồi, nhìn như xu hướng như này là tốt rồi. Target của Vĩnh Hoàn sẽ đưa lên nhịp này khoảng vùng 80 đến khoảng vùng 85 là hợp lý. Nhóm ngành cảng biển cũng sẽ là một nhóm ngành, lưu ý các anh chị, sẽ là một nhóm ngành được kỳ vọng sẽ có những cái nhịp thăng hoa ở trong năm 2022. Vì sao? Bởi vì khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát và các cái hoạt động kinh tế, thương mại giữa các nước, giữa quốc gia này với quốc gia kia nó sẽ được tăng cường mạnh mẽ hơn, và chính vì vậy nên là cái nhóm ngành cảng biển, những cái khu vực lưu cảng, lưu container và những cái khu vực trung chuyển đấy thì nó sẽ có những cái tín hiệu tích cực ở trong năm 2022. Chính vì vậy nên ông đã có phân tích khuyến nghị đầu tư ở một số các cái mã cổ phiếu của ngành cảng biển cụ thể như sau. Đối với GMD đó, đến với GMD bây giờ là mọi người mới nháo nhác là nó tăng mạnh rồi, nó bắt đầu lúc này mới chết này, đấy, lúc hưng phấn mới bắt đầu chết đấy này đó. cái lúc mà phân tích GMD là phân tích cực kỳ sớm. Ngày 27 tháng 1 nó bắt đầu phân tích GMD. Khi đó thì GMD bắt đầu có những cái tín hiệu tạo nền, tạo đáy ở đây. Ở khi đó đây, thời điểm này là giá giao dịch của nó đang là vùng 43. 43 bắt đầu phân tích đây. Chính là những cái nhịp mà nó rung rũ rắc ở đây này. Đấy chính là những cái nhịp bắt cực kỳ sớm. Đó, và đã khuyến nghị bắt rồi. Đó, sau đó thì đến cái vùng ở đây thì khuyến nghị chốt bớt đi một phần này, 48.5. Phần còn lại thì đu tiếp, và đu tới đâu vùng 50.5 thì chắc chắn là đạt được rồi, và xu hướng sẽ hướng về vùng kháng cự 54. Và lên đến cái vùng này thì khuyến nghị là nên chốt đi khoảng tầm độ 60-70% danh mục, và chúng ta chỉ còn nắm lại khoảng tầm 30% nữa thôi cho nó an toàn. Bởi vì đây là vùng kháng cự rất mạnh của GMD. Cổ phiếu VNA hoàn toàn tương tự như vậy. VNA thì đã có khuyến nghị bắt muộn hơn GMD sau những cái nhịp, sau những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 27.5. Phiên kết tuần thì đã đưa cổ phiếu này break vùng 30, và với xu hướng hiện tại của VNA thì đang tương đối là đẹp, và với lực cầu ổn định như thế này thì xu hướng sẽ đi về khoảng quanh vùng 35 của nhịp target này. Cổ phiếu VOS cũng đã được phân tích khuyến nghị đầu tư. Phân tích khuyến nghị đầu tư, trong đó thì trong tuần vừa qua tâm điểm có khuyến nghị ở quanh vùng 16.5 đến khoảng vùng 17. Tiếp theo là ở vùng 17.4, 17.5 ở đây. Khi mà nó công vùng 18 thì nó sẽ có độ rơ. Cái độ già rơ, khi mà độ rơ đó các anh chị, và nếu như mà một cái chiến binh hoặc là một cái nhà đầu tư kỳ cựu á thì bao giờ người ta cũng sẽ đặt để người ta hứng được ở những cái vùng loanh quanh ở đây, đó là kinh nghiệm vùng thôi, bao giờ cũng như thế vậy, cũng sẽ không mua ở vùng 18 đâu, mà sẽ đặt loanh quanh chờ ở vùng 17.4, 17.5, 17.6 đó, thì đấy là gọi là cái độ rơ. Và cái độ rơ đó thông thường khi mà
cổ phiếu công một cái vùng kháng cự nào đó, thì 18 là vùng kháng cự mà, thì nó sẽ có độ dơ ở đây. Cực kỳ đẹp rồi các anh chị, VOS như thế này thì chỉ còn chờ tiền về nữa thôi. Xu hướng sẽ đánh đến khoảng vùng 21.5 đến khoảng vùng 22. Cổ phiếu VSC đó, sau khi mà khuyến nghị thu gom miệt mài ở vùng 40-40.5 đây, VSC, chứ không phải là cái lúc mà cổ phiếu tăng tí tã rồi khi đấy mọi người mới nháo nhào mua thì cái câu chuyện đó nó lại hoàn toàn khác. Đó, ngày 11 tháng 2 biên 40 đến biên 40.2. Đó, khi cổ phiếu trả cung ở đây 40 đến 40.2 thì đấy là những cái vùng mà chúng ta canh để chúng ta bắt. Hai phiên giao dịch rất là tuyệt vời. Dòng tiền như thế này thì chỉ có tăng thôi, dòng tiền như thế này thì tốt rồi. Và nhịp này VSC sẽ lên đến tận đâu? Khỏe là sẽ lên đến vùng 51 nhá. Khỏe là sẽ lên vùng 51. Nhưng để lên được vùng 51 thì cứ bình tĩnh, vùng 44 đến 46 đấy là hai cái target đầu tiên mà cổ phiếu này sẽ công. Trong tuần tới nếu như lực đánh của dòng tiền mà sẽ có thêm những cái phiên giao dịch đột biến khoảng tầm độ trên 900.000 cổ phiếu trên một phiên. Đó, thì lúc đó thì cái xu hướng của VSC nó sẽ đi rất là ok. Cổ phiếu ngành than cũng được phân tích, khuyến nghị 3 mã cổ phiếu, nhưng mà mình sẽ phân tích ở đây 2 mã thôi. Hai mã này đang cầm nên là phân tích còn mã kia thôi. Thì TVD sau một nhịp đây này 12-12.5 nó bật lên. Ở đây là những cái tín hiệu kỹ thuật mà giúp cho chúng ta nhận diện thấy, và những cái mẫu hình này sẽ là những cái mẫu hình ăn tiền các anh chị, mẫu hình ăn tiền. Chạm vùng 16 chỉnh cung lại biên hỗ trợ kỹ thuật 14-14.7, canh thu gom thêm, thậm chí ở biên 14 canh thu gom thêm. Chờ một cái phiên mà cổ phiếu này đánh được một cái lực cầu khoảng đâu đó khoảng tầm trên 95.000 cổ phiếu trên một phiên, giá cổ phiếu break vùng 16 thì khi đó TVD cực kỳ khỏe. Rồi cổ phiếu CST. Em CST này cũng gom miệt mài ấy. Gom miệt mài rồi đó, gom miệt mài ra. Nhưng mà con này thì chưa khỏe lắm. Gom miệt mài từ vùng 14.3 này, rồi biên 14.8 đến biên 15.5 này. Đó, nó chỉnh lên, nó đánh lên vùng 18 thì chắc chắn sẽ chỉnh cung, và hiện tại đang gom thêm ở vùng 16 đến vùng 16.2. Con này gom dài kinh khủng luôn. 13 tháng 1. 13 tháng 1 đến 13 tháng 2, ròng rã hơn 1 tháng rồi. Đấy, và khi đó thì cổ phiếu này đang có những cái điểm test cung tích lũy ở đây. Đó là những cái vùng mà canh gom, và cứ bình tĩnh vậy thôi, chúng ta cứ đục dần dần. Đó, đục đến khi nào mà chúng ta gom đủ một cái lượng hàng nhất định rồi thì khi đó cổ phiếu này break cùng 18 và lực cầu nó lại đánh trên 500.000 cổ phiếu, thì ví dụ chúng ta đang có trong tài khoản của chúng ta đang có 10.000, chúng ta sẵn sàng mua thêm 10.000 luôn. Bởi vì sao? Bởi vì đấy là những cái thời điểm, đấy là những cái điểm mua break, và chúng ta có những cái vị thế ở trong tài khoản rồi, chúng ta không ngán. Vì sao lại không ngán? Nếu mà cùng lắm sai gì tôi lấy 10.000 ở trong tài khoản tôi bán luôn. Tôi chấp nhận là cái điểm mua đấy của tôi bị sai, và tôi chấp nhận là mất phí, đúng không anh chị? Chúng ta chấp nhận mất phí đó. Vậy thì đấy sẽ là những cái chiến lược, chiến thuật ở trên thị trường mà cũng phải đòi hỏi, nói chung nó cần có cái sự toan tính, và cần có một cái sự đầu tư, cần có một cái sự học hỏi. Và có một cái bản tin nào đó thì cũng có chia sẻ với các anh chị rồi, chúng ta phải xác định là chứng khoán là một cái nghề, là một cái bộ môn khoa học, là một cái bộ môn thi đấu mà cần ở trên đó hội tụ, gọi là hội tụ rất nhiều các cái yếu tố về chất xám, về thời gian, về kinh nghiệm, về tiền bạc, vân 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 vân. Đó, thì chúng ta xác định được như vậy thì chúng ta hãy mang tiền lên thị trường chứng khoán. Còn nếu chúng ta xác định rằng tôi đi làm nghe cái thằng bên cạnh nó bảo chứng khoán hay lắm, mày vứt vào đây mày mua cái mã này, theo tao được thì ăn cũng được thôi, thì như thế thì Hùng Lê khuyên là chúng ta nên mang tiền về banh, một năm chúng ta ăn 7% nó an toàn. Đó. Còn nếu mà chúng ta vẫn cứ theo một cái phương pháp giao dịch không có định hướng, không có kiến thức, không có nền tảng, không có người hướng dẫn, không có người dẫn đường, và chúng ta cứ đi vu vơ như vậy thì sớm muộn thì cái tiền đấy cũng bị tay to nó thịt, tạo lập nó thịt, thị trường nó thịt. Bởi vì mình không có kiến thức, kinh nghiệm thì chỉ cần một phiên, một nhịp thị trường nó giảm nó thôi, coi như xong, mất hết tất cả. Đó, thì cái đó là cái mà các anh chị chúng ta nên lưu tâm.
Rồi, nhóm ngành phân đạm có phân tích khuyến nghị đầu tư hai mã cổ phiếu BFC. Chúng ta xem BFC thời điểm này. Thì BFC khi mà cổ phiếu này test cung kỹ thuật ở vùng 25-26 thì cũng đã có ngay lập tức là đã nhận diện một cái xu hướng hồi phục ở đây và đưa target của BFC ở nhịp 1 sẽ chạm vùng 32, và đây đang là những cái nhịp mà BFC trờn kháng cự, tức là giống như kiểu mà chúng ta đi trên con đường á và chúng ta nhìn thấy đằng trước nó có cướp đúng không, thì chúng ta đi đến cái đoạn đấy là chân chúng ta cứ líu lại đó, chứ cứ nhập nhừng rồi đi lên để tiến lại, đi lên để tiến lại, đi lên để tiến lại, về sợ mà tiến lên thì thằng lên đấy cướp nó đánh thì chết đó, mà lùi lại thì lại chưa hoàn thành nhiệm vụ là lại phải đi lên, ví dụ như vậy. Thì đấy là một cái hình tượng ở trong thực tế, nhưng cổ phiếu nó cũng như vậy đó. Cổ phiếu nó gặp vùng 32 nên nó trờn đấy, các anh chị thấy những cái nhịp ở trước này nó đi rất thoát, nhưng mà bắt đầu đến đây cái là bắt đầu hoảng rồi. Thì hoảng như vậy thì chúng ta phải đưa ra cho nó một cái mốc, là cái mốc mà mình đưa ra đây đó là biên 29 đến biên 29.6, đó là vùng mà nó sẽ tích cung, cùng lắm nó sẽ chỉnh về đây, nó chỉnh về đây để chúng ta tích cung tạo nền ở đây trước khi mà nó công lại vùng kháng cự 32. Nhìn về ý đồ của nhóm ngành phân bón, thì nhịp này đang kỳ vọng sẽ đánh lên khoảng vùng 34 đến khoảng vùng 35, đấy là target kỳ vọng. Còn trong trường hợp nếu nó thủng vùng 29 này thì bắt buộc chúng ta phải bán chốt lại thôi, đúng không? Bởi vì chúng ta bắt được ở những vùng vị thế rất là thấp. Đạm Cà Mau cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đạm Cà Mau thì nó đang bị trờn kháng cự đây, kháng cự 31 đấy các anh chị. Đó, 31.5. Con này gặp chỉnh, em này gặp bắt đầu chỉnh. Thì chỉnh thì nó chỉnh về đâu? Đó là vùng 29.2 và biên sâu hơn, đó biên tích lũy ở khoảng quanh vùng 28.5. Chúng ta sẽ tính ở khoảng vùng 28.5 đến khoảng vùng 29 ở đây này, tức là 28.3 thì phải. Ở đó, đó, nôm na nó quanh quanh ở chuyện điểm này. Thì có thể chỉnh cung về đây cũng có thể chấp nhận được. Còn trong trường hợp nếu như thủng vùng 283 thì phải chốt. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nó có một cái cây nến thẳng như này ấy, nếu trong trường hợp nó có một cây nến đỏ thẳng như này các anh chị, thì nó sẽ quay về nó test nền lại lần ở bên này. Đó, nó sẽ đi như này, tức là mình phải phán đoán ngay, tức là khi cây nến này xuất hiện thì khả năng sẽ đi như này. Và về đến đây thì bắt đầu nó mới lại hình thành một cái nhịp sóng ở bên này, tức là mô hình hai đáy ở đây. Như vậy thì mình chốt ở đây và về bên này mình lại hứng. Đấy. Đó, nó thiên biến vạn hóa các anh chị đó. Còn trong trường hợp nếu như mà nó không có cái nến đỏ thẳng cái này mà nó đánh ào phát lên đây với một lực cầu trên 6.5 triệu thì lại phải mua thêm đó, lại phải mua thêm ngay, bởi vì khi mà cái tín hiệu đó xảy ra thì target sẽ lên vùng 35 chắc chắn là như thế đó. Cổ phiếu mà luôn luôn biến động, luôn luôn vận động đó, chúng ta cần phải phán đoán được những cái tình huống như vậy. Rồi, ở nhóm ngành dệt may chúng ta có hai mã cổ phiếu được phân tích khuyến nghị đầu tư, đó là mã cổ phiếu VGT. Đấy, search cái có luôn VGT. VGT hình như nó bị lỗi, GT nó phải ra VGT chứ. Đấy, VGT ngày mùng 10 tháng 1 xem nào. Đấy, ngày 7 tháng 2 23.5 đến vùng 24 túc tác nhặt, 24.5 đến 24.7 tiếp tục săn thêm hàng, và đến bây giờ thì nó lên vùng 27 rồi, đừng có săn nữa, săn nữa là tèo đấy, là quang tèo luôn á, quang tèo luôn đấy anh chị. Vùng 27 này thì chốt bớt đi một phần, có thể chốt bớt, và sau đó cổ phiếu nó sẽ có những điểm gọi là dơ lại đây 25 và 25. Đó, thì cổ phiếu nó sẽ có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật về lại vùng 25.5, chúng ta sẽ bắt tiếp, tức là cái mô hình ở đây nó cũng khá là phổ biến thôi. Chạm kháng cự thì nó sẽ chỉnh, và sau cái nhịp chỉnh đó, sau cái nhịp chỉnh này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái mức độ tích lũy cung cầu đây. Ví dụ lực cầu nó vẫn duy trì 5 triệu 1 2 3 4 5 6. Thế đánh nhầm, hình như đánh thành 50 triệu rồi. Đó thì lực cầu nó vẫn duy trì được ổn định ở khoảng tầm 5 triệu cổ phiếu trên một phiên, thậm chí là có những phiên nó đẩy lên khoảng tầm độ bao nhiêu 7 triệu. Đó thì chúng ta lại nâng target của nó lên vùng 29.5, tức là chốt một phần ở vùng 27, canh vùng 25.5, gom thêm. Chờ đợi đánh break vùng 27 thì nâng lên vùng 29.5. Nhịp này thì đang tiên lượng, bởi vì nhóm mid cap đang rất là tốt nên tiên lượng là cổ phiếu này sẽ có khả năng đánh vượt thoát vùng 27. TNG, đó, bây giờ mình nhao nhác là TNG đây các anh chị, TNG có luôn. Thì ngày mùng 8 tháng 2 hình như ngày 11 tháng 1, ngày 10 tháng 1 là bắt đầu ấy, thế thì ngày mùng 8 tháng 2.
Phân tích VGT xong thì tiếp tục phân tích TNG dành cho các tài khoản mua mới và tài khoản đang cầm. Và dự kiến của năm 2022 thì nhóm ngành dệt may cũng sẽ có những cái sự khởi sắc biên 29.5. Và nếu mà không có cái biên đó thì phải bắt ở biên 30.1 để tránh bị nhỡ vị thế. 29.5 và 30.1 nôm na đó là những cái vùng mà chúng ta bắt rất sớm, phân tích từ rất sớm. Bây giờ thì không còn nữa rồi, bây giờ thì chúng ta chỉ còn gì ạ, chỉ còn thời gian để chúng ta chốt thôi anh chị. Ngày 16 tháng 2 thì Hùng đánh giá này, anh em cầm TNG chủ động thu gom này, nhìn cách đánh như thế này dễ bùng lắm. Tích biên ở 30.5 đến 31 rất là ok, cầu bật trên 2,5 triệu cổ phiếu là cổ phiếu này sẽ bay mạnh. Hôm nay có được 2,5 triệu không ta? Hôm nay 4,5 triệu bay luôn. Đó, thì ngày 16 tháng 1 khi mà nhìn thấy những cái vùng nó lình trình, và đặc biệt đấy là cái điểm tích lũy nền này này, 30.5 cực kỳ tuyệt vời luôn. Đó là những cái thời điểm mà chúng ta canh gom thêm vị thế. Ở xu hướng vùng 34, 35, 36 nhịp này canh mà chốt, chúng ta sẽ đánh giá thêm. Ở nhóm ngành Viettel cũng có khuyến nghị hai mã cổ phiếu chiến đấu ở trong nhịp này, gồm có VGI. Thì VGI đã phân tích ở trong một cái nhịp tương đối là dài, tương đối dài. Khi VGI ở vùng 29.5, nói chung cổ phiếu này thì cũng tốn khá nhiều giấy mực. Tuy nhiên về góc độ kỹ thuật là cổ phiếu VGI luôn 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 là một mã cổ phiếu rất có duyên với cá nhân Hùng Lê cũng như team Hùng Lê. Ở nhịp này chúng ta phân tích VGI cũng đưa lên được target 37-38, thì nhịp này cũng bắt đầu bắt lại ở đâu đó vùng 29-29.5. Rồi chạm cái vùng hỗ trợ kháng cự đây này, vùng này kháng cự chỉnh là 33.5, tiếp tục phân tích biên 31.5 đến biên 32, có những điểm chỉnh cung 31 và có những điểm chỉnh cung ở quanh vùng 30.5, đấy là những vùng mà chủ động sẽ thu gom tiếp. Nhìn về mặt chiến lược là hay rồi, nhiệm vụ tuần tới sẽ công, nó phải công thủng vùng đây, phải công thủng vùng 33.5 và hướng về mục tiêu 36. Cổ phiếu VTP đang thu gom và đang đưa vào cái diện gọi là diện chăm sóc đặc biệt. VTP thì nó sẽ đánh một nhịp rất nhanh. Đó, và thông thường ví dụ nhịp này nó đánh từ vùng 65 mà lên đến vùng 85 đi là được 20.000. 20.000 là xem là 20 mà chia cho 65. 30%. Đó, vậy thì chúng ta kỳ vọng nhịp này chúng ta ăn khoảng 20% thôi là ngon rồi. 20% mà thôi, chào các bác. Các bác đánh đi đến đâu là việc của các bác, không quan tâm. Thì cái kịch bản mà đã phân tích rồi, tức là khi mà cổ phiếu này chạm lại vùng 71.5 chắc chắn sẽ chỉnh, và hiện tại đang thu gom lại ở vùng 68.2, vùng 67.5, vùng 67, đó là những cái vùng giá mục tiêu để thu gom. Vì sao? Bởi vì bao giờ nó cái mô hình nấm, ông có nói rồi, cái mô hình nấm là cái mô hình mà trong tiềm thức của cá nhân Hùng Lê luôn có. Và sau những cái nhịp đua xanh này thì không bao giờ ông có mua, nhưng mà bắt đầu các ông đua đến một cái điểm nào đó ông sẽ căn được, và cái điểm căn đó là 71.5. Thì cổ phiếu này nó chưa lên được 71.5 thôi mà nó đã bắt đầu trả rồi. Thì khi mà nó trả thì nó sẽ trả khỏe, thì nó sẽ trả 1/2 của cái nấm này này. Trả khỏe 1/2 cái nấm này thì nó sẽ tương đương với giá 68.2. Mà gì em á, mà gọi là không khỏe lắm á, thì nó sẽ có thêm cái điểm mà tụt dưới 1/2 này một tí, tức là chúng ta lại lấy cái điểm này chúng ta chia đôi ra, chúng ta chia nửa ra thì ở đây sẽ là vùng 67. Và kịch kim thì nó sẽ đi về vùng 64 đến vùng 65. Thì đây sẽ là những cái vùng mà gì, chúng ta sẽ không biết được là nó sẽ test đến điểm nào. Và chúng ta chia như thế này để chúng ta biết được, ví dụ về đây tôi bắt 3.000, về đây tôi bắt 3.000, về đây tôi bắt 3.000. Vậy thì ba cái điểm này tôi bắt 9.000, đấy là vùng giá mục tiêu tôi sẽ thu gom cổ phiếu VTP ở dưới giá 68.2 với khối lượng 10.000. Ok, và sau 10.000 đó thì đánh giá tiếp đúng sai như thế nào. Bởi vì là không ai có dám chắc được rằng sau ba cái điểm thu gom đó cổ phiếu VTP sẽ tăng. Còn nếu biết thế thì còn ngồi đây làm gì nữa các anh chị, đúng không ạ? Biết thế thì còn ngồi đây làm cái gì nữa. Nhưng vẫn phải nói lại là gì, chúng ta có phân tích, có chọn lọc, có đánh giá thì xác suất thắng của chúng ta nó sẽ cao hơn. Và khi chúng ta phân tích được như vậy thì sao? Thì chúng ta sẽ hơn những cái ông này này. Hơn những cái ông này là ông ấy đu đến tận vùng 71, ông mua.
Nhưng không, nghe ông Hùng ông ấy chém gió thì chúng ta sẽ mua ở vùng 68.2, rồi chúng ta mua ở vùng 67.5, mua ở vùng 67, như vậy có lợi hơn không? Lợi hơn quá chứ. Lợi hơn mấy cái ông đua thế này, thậm chí là nếu mà cổ phiếu này may nó không đẩy lên vùng 71.5 thì đẩy lên 71.5 thì cũng khối ông mua ở thế này. Đó, vậy thì chúng ta hiểu được cái nguyên lý vận hành của cổ phiếu cũng như thị trường thì chúng ta sẽ chiến thắng. Và cái xác suất chiến thắng ở trên thị trường nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Ở cổ phiếu ngành điện, Hùng có phân tích 4 mã cổ phiếu để cho anh chị em chiến đấu, gồm có cổ phiếu PC1. Không phải bây giờ nhìn như thế này thì Hùng mới phân tích, và mọi người bảo là Hùng nói sau. Đấy, không có nói sau đâu. Bởi vì không có câu chuyện nói sau và nói trước. Quan điểm của Hùng rất rõ ràng. 42, ngày mùng 5 tháng 1, ngày mùng 9 tháng 2 tiếp tục ở vùng 35.5, 358. 355, 358 tiếp tục thu gom. Tiếp tục thu gom 355, 358. 355, 358. Đó, nôm na ở đây. Thì đối với PC1 nó cũng đã có một cái, đây là ngày bao nhiêu ta? Ngày mùng 4, ngày mùng 5 tháng 1. Ngày mùng 9 tháng 2, ngày mùng 9 tháng 2. Ngày 9 tháng 2 là ngày gần nhất. Rồi ok, ngày 19 tháng 2, hôm nay là 18 tháng 2, tuần trước. Thì chúng ta có một cái biên tích lũy ở vùng 34 đến vùng 35 tương đối đẹp, và đây sẽ là những cái vùng mà chúng ta canh gom những cái vị thế đầu tiên. Ở phiên ngày hôm nay là cái phiên mà khi mà cổ phiếu này vượt thoát đây này, nó vượt thoát đây, đơn giản như vậy thôi. Nó vượt thoát vùng 36.2 thì chúng ta sẽ mở mua mạnh mẽ hơn và thậm chí có thể mở điểm mua hết. Bởi vì sao? Bởi phía này có cái lực cầu đánh tương đối tốt. Lực cầu của PC1 như thế này là ok rồi. Tuần tới thì chúng ta sẽ kỳ vọng thêm cái lực cầu nó sẽ nằm ở khoảng tầm 2,5 triệu đến khoảng tầm 2,8 triệu trên một phiên. Nhịp này thì PC1 chúng ta cũng sẽ đánh một cái nhịp ngắn thôi, dự đâu đó target ở khoảng vùng 39.5 đến khoảng vùng 42, tức là lên đến cái vùng này thì canh mà chốt, đừng có dại mà đua nữa, kháng cự rồi các anh chị. Gạch đẹp không các anh chị? Đẹp chứ, bây giờ mọi người mới thấy đẹp. Nhưng Hùng đã bắt đầu thấy đẹp từ những cái vùng 35 đến vùng 36.5 ở đây. Đó là những cái vùng cung cổ phiếu test cung trả lời tích lũy. Và thêm một lần nữa thì GEX đã tiếp tục, trong tuần vừa qua GEX đã tiếp tục test cái mô hình nấm ở đây cực kỳ thành công. Đó, mô hình nấm. Và ý niệm về mô hình nấm thì luôn có trong cái đầu của mình. Và chính vậy nên là chúng ta sẽ vùng 35, 36.5 đây sẽ là những cái vùng thu gom. Không phải bây giờ nó nhìn như thế này thì mọi người mới nói đâu. Hoặc là mọi người mới bảo là ông này ông ấy nhìn nó diễn ra thế này ông mới nói. Nhưng mà không phải như thế. Đấy là cái kỹ năng. Và cái xu hướng là lực cầu đang đạt trung bình khoảng 20 triệu cổ phiếu trên một phiên như thế này là tốt rồi. Xu hướng này thì sẽ đưa cái target của GEX lên khoảng vùng giá 44. Và nhịp này khỏe hơn thì sẽ ở khoảng vùng 47. Tạm thời ngắm hai target này của GEX. Cổ phiếu TV2 cũng đẹp. Đã khuyến nghị bắt. Sau một nhịp mà nó xây nền ở vùng 59 đến vùng 60, đẹp rồi các anh chị. Và nó cũng đã có những cái điểm test nấm ở đây. Ngắm những cái điểm test nấm sẽ là những cái điểm mà chúng ta canh gom vị thế. Đấy là những cái vùng rất là đẹp để chúng ta gom, vùng 59 đến vùng 60. Tuần tới thì break vùng 62, lực cầu đang tương đối ổn rồi này. Vùng tuần tới mà break vùng 62 như vậy nó sẽ xác định xu hướng đi tiếp. Và đối với cổ phiếu TV2 thì chúng ta mua một điểm, cố gắng là mua gọn, mua nhanh, mua gọn và lên đến khoảng vùng 68.5 đến vùng 70 thì chúng ta canh chốt. Chúng ta đừng có đánh lươi rươi, tức là đừng có chỗ này mua một điểm, chỗ này mua một điểm. Tức là những mã cổ phiếu nào đánh dài thì chúng ta sẽ nói đánh dài, còn những cái em nào đánh lướt thì chúng ta sẽ mua dứt khoát các anh chị. NT2 cũng sau một cái giai đoạn tích lũy ở đây tương đối đẹp, và các anh chị cứ nhìn thấy đây, đó, đừng có vội vàng làm gì cả, nó sẽ quay lại đây. Và đẹp, khỏe khỏe thì vùng 22.5 đó, và không thì nó sẽ test kịch ở đây là 21.5, vùng 22, đó là những vùng mua. Thì mua xong rồi các anh chị, thì bây giờ nó đang công kháng cự đây, vùng 24.5, đây là vùng kháng cự của NT2 sẽ công ở trong tuần tới. Với xu hướng hiện tại thì kỳ vọng ở khoảng vùng 23.3 sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng của cổ phiếu NT2 để em này hướng lên vùng 20
5 đến khoảng vùng 26. Ở tuần này sẽ phân tích tiếp mã cổ phiếu của nhóm ngành họ FLC. Thì trước khi mà các anh chị xem nối tiếp thì các anh chị có thể xem lại bản tin tuần video số 202 các anh chị. Đó là cái bản tin mà chúng ta bắt đầu phân tích. Đây các anh chị phân tích một cái bản tin trong một cái tuần giao dịch mới. Chúng ta có thể xem lại những phân tích đó để chúng ta nối tiếp lại phân tích này. Bởi vì trong tuần vừa qua thì không có phân tích nhóm ngành FLC do cái bản tin của chúng ta không có đủ thời gian. Chính vì vậy nên là Hùng không phân tích mã ngành này. Và đối với nhóm ngành FLC thì có phân tích 4 mã cổ phiếu cơ bản ở trong thời điểm hiện tại. Sau những cái thương vụ gọi là hơi bất thường, đúng không ạ? Đây nhịp này anh Quyết anh chơi một cái bài nó cũng khá là thần tốc đấy. Thì nó đã hạ cái độ cao của cổ phiếu này về những vùng giá rất thơm, rất đẹp. Và bắt đầu nhận diện thấy có một cái lực cầu tương đối ổn định, trung bình ở khoảng 30 đến 35 triệu cổ phiếu trên một phiên. Đấy là những tín hiệu kỹ thuật cơ bản tốt. Thì ở vùng 11.5, chính xác là 11.5 đến khoảng vùng 12 là khuyến nghị anh em là chúng ta bắt thăm dò và chúng ta sẽ chờ đợi một cái phiên mà cổ phiếu này đánh break vùng vượt thoát vùng 12.5 thì đấy sẽ là một cái tín hiệu xác nhận của FLC. Thông thường thì sau khi mà nó đánh được lên vùng 12.5 thì nó sẽ có độ rơ ở đây. Và cái độ rơ này chúng ta tính toán được khoảng vùng 12.2 đến khoảng vùng 12.5, đó là những cái vùng mà chúng ta có thể canh nhặt thêm. Kỳ vọng ở trong nhịp đánh này thì FLC sẽ công lại khoảng vùng giá 14. Rốt cũng là một mã cổ phiếu được phân tích ở trong thời điểm hiện tại và lực cầu của nó đang đạt trung bình khoảng 12 triệu cổ phiếu trên một phiên là tốt rồi. Và chúng ta sẽ chờ đợi thêm những cái tín hiệu kỹ thuật của pha rốt nó đánh ở khoảng tầm 30 triệu thì là đẹp. Đó, lực cầu là đẹp. Và đối với pha rốt thì nó cũng đã có một cái mô hình test nến ở đây. Ổn rồi. Trong tuần vừa qua thì Farod đã break được vùng 8 với lực cầu cũng là tương đối 12 triệu, như vậy là tạm ổn. Với xu hướng hiện tại thì rốt sẽ hướng về vùng giá 9.2 đến khoảng vùng giá 10. Khi mà cổ phiếu này chạm đến vùng này thì nó sẽ có một cái nhịp chỉnh kỹ thuật tiếp theo ở đây. Và trên cái cơ sở quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật cung cầu thì sẽ có đánh giá thêm cái nhịp chỉnh này, nhưng mà rốt sẽ hướng về cái vùng 9.2 đến khoảng vùng 10. AMD cũng là một mã cổ phiếu rất là quen thuộc và rất là yêu thích của cá nhân Hùng Lê. Đó, đầu cơ hay là đầu tư thì nó cũng có phương pháp để chúng ta chiến đấu. Vùng 5.6 đến vùng 6 đang là cái vùng biên tích lũy cực kỳ đẹp. Và trong tuần ở vùng 5.85, đấy là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta có thể canh gom thêm cổ phiếu AMD trong một cái nhịp tích lũy. Và chúng ta chờ thêm, chúng ta chờ đợi cái gì? Chúng ta chờ đợi một cái lực cầu đâu đó nó khoảng tầm trên 6 đến 8 triệu và nó đánh vượt thoát lại ở khoảng vùng 6.5 ở đây để nó hướng về target vùng 7. Nhịp này thì sẽ hướng target của AMD về vùng 7. Ở một mã cổ phiếu thứ tư đó là KLF. KLF sau một nhịp cũng hạ độ cao rất là nhanh và KLF đã đi về vùng nào? 5.5 đến vùng 6 đó là vùng biên, vùng đánh giá cái sự tích lũy của KLF tương đối đẹp. Trong tuần trước thì nó có một cái cầu có điểm nhún về 5 thôi, nhưng mà điểm này thì ngay lập tức là nó đã đưa lại về vùng 5.6 luôn. 5.5 rồi đưa về vùng 5.5 luôn. Lực cầu của KLF đang đạt trung bình khoảng 7 triệu rưỡi một phiên. Lực cầu trung bình đang đạt khoảng 7 triệu rưỡi một phiên như thế này là ok rồi. Và đâu đó nó chỉ cần chờ một cái phiên, một vài phiên đánh nó đâu đó khoảng tầm độ 13 triệu cổ phiếu trên một phiên thì nó sẽ xác nhận cái xu hướng tăng tiếp của KLF tương đối ổn. Nhịp này kỳ vọng target đầu tiên KLF sẽ cán lại về vùng 7. Rồi bây giờ thì sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu penny. Và hiện tại thì những cái mã cổ phiếu penny này cũng đang sống dậy những cái không khí hào hùng. Bởi vì đánh cổ phiếu penny các anh chị nó sướng lắm, nó trần, mà những cái lúc mà nó trần liên tục và nó trần khoảng tầm 3-4 phiên là máu trong người nó rộn ràng. Bởi vì ví dụ như VHG mà sàn upcom nó trần một phiên nó sẽ là 15% và 3 phiên là 45%, các anh chị làm gì cho nó lại đó, vậy thì nó sướng lắm.
Và đối với VHG thì vẫn đang theo những cái bước chân hàng ngày, hàng giờ và liên tục phân tích, cập nhật những cái tín hiệu kỹ thuật. Bởi vì sao? Bởi vì VHG cũng đang kỳ vọng một cái xu hướng nó tốt hơn, kỹ thuật nó ok hơn. Đó. Và nếu như nhìn ở trên trend kỹ thuật tuần, đây ông sẽ phân tích với anh chị. Thì cái này ông có nói rồi. Đó. Vậy thì đây là những cái lịch sử mà của năm 2013 và 2015, trong 2 năm VHG đã đánh. Nó đánh trong vòng 2 năm các anh chị, 2 năm. Và sau những cái nhịp mà nó đây chạm vùng 10 này, nó giã một phát xuống vùng 6, mất 40% thị giá. Sau đó chạm vùng 12. 12 nó giã tiếp xuống vùng 6, mất 50% về thị giá. Và đến nhịp 3 thì nó kéo từ vùng 6 mà lên đến tận vùng 18. 18 nha. 18, ok. Đỉnh cao nhất của nó là 18. 18. Như vậy thì nó đánh trong vòng 2 năm. 2 năm các anh chị. Như vậy thì đây khả năng là chưa hết đâu. Chưa hết. Thì đây là một cái nhịp xả đầu tiên. Đó, một cái nhịp xả đầu tiên. Nó cũng xả từ vùng, nếu chuẩn thôi, chúng ta không tính cái mút này. Xả từ vùng 14. Mà xuống đến vùng 8. Là mất 7. 7 trên 14. Đó, đúng không? À, xin lỗi cả nhà, là 6. Tức là nôm na cũng phải 40% rồi, 40-50%, chưa được 50% nhưng mà 40% rồi. Đó thì chúng ta bắt đầu răng lại những cái phân tích, và trong những tuần vừa qua thì vùng 7.7 đến vùng 8 đang rất là ok. Hai phiên kết tuần ấm rồi, nóng lên rồi. Lực cầu đã đạt tầm 10 triệu cổ phiếu trên một phiên, là dòng tiền gọi là dòng tiền đầu cơ bắt đầu kích hoạt rồi. Dòng tiền đầu cơ kích hoạt thì xu hướng cổ phiếu sẽ bật tăng. Kỳ vọng nhịp này sẽ đánh về vùng 10. Đến khoảng vùng 12. À, 10 đến 12. Tức là 10, ông phải break vùng 10 đã, rồi khi đó ông mới tính được vùng 12. Nhưng nôm na là khả năng cao là xác suất là sẽ ở vùng 12. Và chạm vùng 12 thì nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật ở đây một nhát nhẹ nhàng nữa. Nếu mà vẽ đẹp là sẽ chỉnh về 10. Và sau đó piu phát lên lên này thì đẹp đấy. Đó. Kỳ vọng với các anh chị nhé, cái này thì chưa phân tích được, nhưng mà nôm na là vùng 10, sau đó vùng 12 đã. Chém gió nó vừa vừa thôi đúng không? Chém gió quá thì mọi người lại bảo là lùa gà. HQC rất đẹp, và trong những tuần vừa qua nó bám biên 7 là cực kỳ đẹp rồi. Lực cầu bắt đầu nhấp nhỏm lên khoảng tầm 8 triệu rưỡi cổ phiếu trên một phiên. Nói chung em HQC này mà muốn đánh ấy, nó phải tầm 20 triệu cơ. Nhưng đây đang là những cái giai đoạn tích lũy thì lực cầu như thế, quan điểm vùng là đạt. Nhiệm vụ của HQC tuần tới đó là công thủng vùng 7.7, và khi thủng vùng 7.7 với một lực cầu xác nhận thì chúng ta sẽ nâng target của em này lên vùng 9. Đó, và chúng ta bắt đầu một cái hành trình sóng hồi. Đó, bắt đầu một cái hành trình sóng hồi của HQC. Đó, và HQC thì đã HQC đây các anh nhìn này. 17 tháng 1, 20 tháng 1, này, 25 tháng 1, mùng 7 tháng 2, mùng 10 tháng 2. Đó, chủ động gom thêm này. Ngày mùng 10 tháng 2 này, biên 7, 7.1, 7.2 chủ động thu gom này. Đó, và HQC phiên ngày mùng 6 tháng 2 này. Mục tiêu là thu gom đủ hàng dưới giá 7.5. Tức là sau những cái vùng gom ở 7, 7.2 rồi thì nó bật lên dưới vùng 7.5. Thì chúng ta, tức là ở vùng 7.4, nói chung đấy, mua đủ. Và nhiệm vụ tuần tới sẽ đánh break vùng 7.7 để bắt đầu đi xây target, không còn điểm mua. OGC phiên ngày hôm qua chấp nhận mua tấp tay ở vùng giá 8.9. Sau một quãng thời gian vùng 8 đến vùng 8.3, OGC. OGC ngày 28 tháng 1, ngày 10 tháng 2, vùng biên 8 đến 8.3, thu gom. Thu gom phiên biên này. Đó. Thu gom, tiếp tục thu gom. Phiên ngày hôm qua tất tay ở vùng 8.9, phiên nay vào việc. Thì sau khi mà cổ phiếu này vượt thoát được vùng 8.8 ở đây thì đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật tương đối đẹp. Lực cầu bắt đầu ấm lên, và đối với OGC thì nó phải đánh còn tầm trên 2,2 triệu cổ phiếu trên một phiên. Phiên này hơi tiếc một tí là nó không đánh được trần, chứ còn phiên này đánh kịch trần thì nó mới là đẹp. Thì đây nó sẽ chưa thể chạy ngay được đâu. Nhịp này thì nó sẽ đánh về mệnh 10. Về mệnh 10 rồi nó sẽ nhả cung một nhát ở đây. Và chúng ta sẽ xem cái nhịp nhả cung này, nếu như nhả về quanh vùng 9.5 mà không gãy là cực đẹp. Để chúng ta sẽ bắt đầu bơi về bờ.
Phải nói là như vậy, bởi vì OGC là có chính xác là 10.4 đến 10.8, rồi thậm chí là vùng 10 chúng ta có bắt thêm. Như vậy thì đây là sẽ là hành trình bơi về bờ. Và để bơi về bờ được thì chúng ta cần có những cái điểm chém cá ở đây. Đây gọi là những cái điểm chém cá. Cổ phiếu JVC, JVC, ok, JVC cũng đang tuyệt vời rồi. Và JVC thì cái lực cầu ngày hôm nay đã đạt trên 2 triệu và nó bắt đầu thoát ra khỏi cái vùng 2 triệu đây. Tức là hôm nay là được 3 triệu cổ phiếu trên một phiên rồi. Cùng với đó thì cái biên 8 đến biên 8.45 là đã có một cái quãng thời gian tích lũy đẹp. Tích lũy đẹp và ở đây nó có biên 7.7 cũng là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Và gần như 2 tuần, 3 tuần vừa qua thì cổ phiếu này, cái biên này nó không bị phá. Với một cái lực cầu tích lũy rất là chặt ở đây, theo dõi cực kỳ sát luôn. Nói chung là những cái mã cổ phiếu nào mình quan tâm và team của Lê thường xuyên đánh thì gần như là đi chăn bò, tức là thả ra xong nó ngày nào xem là nó đang như thế nào rồi, nó có tín hiệu gì không đó, rồi đã bắt đầu có thể gom hết được chưa, thu gom hết được chưa đó. Ví dụ như OGC là ngày hôm qua là tất tay, JVC ngày hôm nay cũng tất tay, không biết tất tay ở bao nhiêu. Phía ngày hôm qua, hôm nay thu gom đủ hàng dưới giá 8.4, đủ hàng dưới giá 8.4 rất là đẹp đó. Vậy thì sau những cái nhịp thu gom đủ hàng như vậy và VNC bắt đầu chạy thì nhịp này target 9.2, sau đó sẽ lên vùng 10.3. đây là hai cái nhiệm vụ đầu tiên mà VNC cần phải vượt qua. DLG đây, trả hàng các anh chị. Rất nhiều những anh chị hỏi là DLG của em đâu rồi, thì đây DLG của các bạn đây. DLG cũng đã có một cái hành trình tích lũy tốt và nó có một cái mô hình test nấm ở đây cực kỳ thành công, phải nói là như vậy. Và sau khi test nấm xong và nó tiếp tục trả lại ở quanh biên 6.7 như thế này, tuyệt vời rồi. Biên 7 đến biên 7.3 tích lũy đẹp, và cổ phiếu này chỉ cần một cái phiên thôi, lực cầu nó bật khoảng tầm trên 13 triệu cổ phiếu trên một phiên thì nó sẽ xác nhận đánh và thủng vùng 7.6 thì chúng ta sẽ nâng lên vùng 8.8 và sau đó thì sẽ nâng lên khoảng vùng 10 của nhịp này. Tức là dòng tiền đầu cơ kích hoạt thì DLG cũng là một cái mã tâm điểm của thị trường. HSL 2 tuần HSL cũng có 2 tuần tích lũy chặt ở đây rồi. Biên 9 đến biên 9.2 miệt mài gom. Bây giờ chỉ chờ đợi break 9.6 nữa thôi thì chúng ta có thể mua full cái điểm này. Sau khi chúng ta có vị thế rồi thì cái việc mà cổ phiếu break nền để chúng ta mua thêm, đấy là câu chuyện rất bình thường. Để hướng target lại vùng 11 của HSL. Và cái tạo lập của HSL này nó đánh rất sốc, nó chỉ cần khoảng tầm 3 phiên thôi, chúng ta đủ target của 1 năm. 3 phiên đánh đủ target 1 năm, các anh chị lưu ý như vậy. Đối với em fit cũng đẹp rồi, huyện đã khuyến nghị chiến đấu 7.6.6 đến 7.2 thì sau một cái quá trình này chúng ta đã có một cái quá trình thu gom. Ở phiên giao dịch của ngày hôm qua, dòng tiền bắt đầu có xu hướng vượt thoát ở vùng 7 và các tài khoản thì đã chủ động bắt ở khoảng vùng 7.2. Ở nhịp này thì kỳ vọng ở đây lên khoảng vùng 9 là khả thi. Một số các cái mã cổ phiếu khác, ví dụ cổ phiếu FCL nó cũng khá là hay. Sau một giai đoạn chỉnh giảm dài, mẫu hình này là yêu lắm đấy này, thích lắm đấy này. Không phải vội vàng gì cả, cái túc tắc nhạt ở vùng 17.5 cùng lắm thì nó xuống vùng 17 nhạt ít, rồi vùng 16 nhạt ít. Nôm na là đây, ba cái vùng này nhạt. Và chờ đợi một cái lực cầu nó đánh thủng cái gáo này, lực cầu nó đánh thủng vùng 19.3 nhỉ, 19.3 đó thì mở điểm mua cuối và cũng có thể gọi là xác nhận điểm mua hết để hướng target lên vùng 22. SL phân tích sớm. NAF cũng hay đấy, NAF cũng đã được phân tích khuyến nghị ở chạm vùng 23.5 đây rồi, cây nấm của em đây rồi đó, cây nấm đây rồi thì nó sẽ chỉnh về đâu, chỉnh về 22, sau đó có thể chỉnh về biên 20.5 đến biên 21. Đây là những cái vùng thu gom đó, những vùng thu gom sau một cái giai đoạn nó rơi rất là dài thì nó sẽ cần thêm những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta đánh giá cái mức độ tạo đáy tạo nền ở đây. Đua xanh là chết, những cái nhịp này mà đua xanh là coi như nó giã cho khoảng vài nhịp thôi là chúng ta bắt đầu chúng ta bị ao ra khỏi đường đua ngay đó.
tạo lập nó sẽ cho mình out khỏi đường đường ngay. Nên là chúng ta phải hết sức bình tĩnh trong những cái mẫu hình như thế này. Đó là gì? Đó là cái bình tĩnh thu gom qua các cái điểm test cung. Cổ phiếu TVB nhịp này đẹp. TVB và TVC đó, không gì phải vội vàng cả. Biên 18.5 bắt này, sau đó chỉnh lên 19.5, nó view một phát nó uốn đấy các anh chị, nó uốn lượn này, bắt này. Ở phiên này thì đẹp rồi, break vùng 20.5, chính thức là break vùng 20.5, chúng ta sẽ nâng target của BBB nhịp này lên vùng 23. Ở cổ phiếu TVB cũng được bộ đôi TVB và TVC được khuyến nghị đầu tư. Đó, ngày 5 tháng 1. Ngày 5 tháng 1 chính thức phân tích bộ đôi của TVC, TVB. Xong đến ngày 8 tháng 2 tiếp tục phân tích 18.5 của TVB và TVC ở quanh vùng 19.7. Đấy là những cái vùng mà chúng ta có thể bắt đầu thu gom. Với tài khoản kẹp hàng hay là tài khoản bị mua mới vân 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 vân, thì đấy là những cái ý mà chúng ta có thể tham khảo thêm. Đó, rồi, đẹp rồi, như vậy là bắt đầu một lực phục hồi. TVC cũng khá là ok. TVC ở đây có biên hỗ trợ kỹ thuật 16.5 đến biên 17, nó sẽ hồi lên điểm đầu tiên, đó là nó sẽ hồi lên vùng 19.5, nó sẽ chỉnh cung. Điểm chỉnh cung này đang bắt lại TVC ở vùng 18 đến vùng 18.4 và chờ gì ạ? Chờ điểm break nền thứ hai ở đây. Chờ break nền thứ hai, lực cầu cũng bắt đầu được đẩy vào tương đối đẹp rồi, trên 1 triệu cổ phiếu trên một phiên là bắt đầu ấm ấm hơn rồi. Em này phải tầm trên 3 triệu rưỡi. Em này phải tầm trên 3 triệu rưỡi thì mới đánh được, và bung lại vùng 19.5 thì sẽ hướng target lên vùng 22 đến khoảng vùng 22.5. Ở cổ phiếu RAL khá là hay. Đó, nhìn cái cách đi tạo lập nó rất là hay. Nhịp thứ nhất đi lên, chạm target vùng 140 sẽ chỉnh lại, và nhịp chỉnh này sẽ 133 đến khoảng 134.5, các anh chị gom thêm để hướng về target ở vùng 147 ở bên này. DQC hiện tại đang rất là tốt. Tuần này chính thức là đã cán target 44 và đang hướng về vùng target mục tiêu ở đây là 5x, về đến đây thì sẽ chốt gần như là chốt trọn vẹn. Tuần tới nó sẽ có cái biên dơ, tức là khi công 44 thì nó sẽ có thể chỉnh lại ở quanh biên 42.2. Đây là vùng test hỗ trợ kỹ thuật và chúng ta sẽ phân tích thêm. Không thủng vùng 42.2 thì cái cơ hội mà để cổ phiếu này đi lên 50 là rất là ok. CSV một mã cổ phiếu rất là tuyệt vời. Đó. Và chúng ta đã bắt những cái thời điểm rất là tốt khi mà CSV có những ở vùng, ở đây là vùng 37 đến vùng 36 đến vùng 37 ở đây. Nó bật lên và cổ phiếu CSV thì được phân tích ở trước Tết. Rồi sau đó tiếp tục gom ở biên quanh biên 40 đến biên 41. Tiếp tục gom ở biên 45.5 đến biên 46.3 và hướng về target mục tiêu ở vùng 50. Sau khi mà hoàn thành vùng target mục tiêu ở 50 thì sẽ hướng lên khoảng vùng 55. Đấy là những cái target mục tiêu, và lên đến vùng 55 thì thôi, khả năng là phải chốt rồi nhỉ. Khả năng là phải chốt đó. Lên đến vùng này thì cũng là một cái nhịp tăng target tương đối tốt rồi. Vùng 55, 56 đây sẽ là những vùng mà canh chốt. Cổ phiếu ITD cũng đẹp rồi. ITD thì mới khuyến nghị mua thôi. Các anh chị góp mua nhanh mua lẹ còn kịp. Cổ phiếu ITD khi chạy nó cũng chạy rất là hay. Các cái biên đã được phân tích để gom đó là vùng 14.5 đến vùng 15. Sâu hơn thì có thể là tính toán là biên 14, nhưng với cái xu hướng hiện tại thì biên 14 nó sẽ không còn nữa, bởi vì nó đã test cái mô hình nấm ở bên này rất là đẹp rồi. Sau khi nó break out lên vùng 14 cộng thì nó đã đi xây hai nền. nó xây tiếp một cái cây nấm thứ hai ở đây. Và cây nấm thứ hai thì nó chỉ test lại là 1/2 cái điểm nấm ở đây thôi, chính là vùng 14.5 ở đây, với lực cầu bắt đầu được đẩy lên. Em này chỉ cần một cái phiên mà nó đánh khoảng tầm 600.000 cổ phiếu trên một phiên thôi, thì như vậy là nó sẽ xác nhận cái lực tiền đầu cơ bắt đầu đổ vào đây. Target đầu tiên sẽ là vùng 18, sau đó thì xây thêm, nếu như mà lực cầu mà mạnh thì chúng ta có thể nâng lên vùng 20 đến khoảng vùng 22. Cổ phiếu PAN cũng là một mã cổ phiếu rất là quen thuộc và các anh chị lưu ý. PAN bắt được rồi, đẹp rồi. Vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 28.5, vùng 30, biên hỗ trợ ngắn ở vùng 29.3. Chạm vùng 32 cổ phiếu sẽ chỉnh, và những điểm chỉnh cung về khoảng quanh vùng 31, đẹp thì sẽ chỉnh về quanh 31 ở đây thôi. Là gom một điểm, và sâu hơn thì các anh chị có thể tính toán ở vùng 20
93 đến khoảng vùng 30, đó là những cái vùng mà chúng ta sẽ canh gom thêm vị thế để bắt một cái nhịp sóng tăng, gọi là một nhịp sóng hồi. Đây thì tạm gọi là một nhịp sóng hồi thôi. Đó. Nó có thể chỉnh cung như vậy, sau một cái nhịp tăng bao giờ nó cũng như vậy, nó tăng lên và quan trọng nhất là chúng ta dò tìm được cái điểm 32 ở đây, chính là điểm mấu chốt vấn đề. Kháng cự ngắn. À xin lỗi cả nhà, đây màu đỏ. Ok, pan được. DHG thì mua cổ phiếu này kiếm ít bim bim, làm 500 cổ phiếu. Mua rồi, nói chung là mua rồi, 98 đến vùng 100. Ở phiên ngày hôm nay thì DHG đã chính thức breakout khỏi vùng 104 với một cái lực cầu đánh tương đối là chát ở khoảng gần 1 triệu cổ phiếu. Và với cái lực cầu này thì khả năng cao phiên ngày thứ hai nó sẽ có tiếp một cái cây nến xanh nữa, tức là DHG nó đánh sốc lắm. Đó. Và chẳng mấy chốc là về 120. Đó, sau đó khỏe hơn thì vùng 135. 130 thôi, chắc nhịp này quanh 130 thì hợp lý. 130, như vậy là nhịp ngắn ngắn từ đâu đó giá vốn ở vùng 101 và chúng ta đưa được về một cái target kỳ vọng ở khoảng 120 đến khoảng 130. Như vậy chúng ta có một cái target ngắn ngắn nho nhỏ với một cái tỷ suất lợi nhuận nho nhỏ để đủ mua bim bim ăn. Cổ phiếu này là như vậy. Ok, bây giờ là 1 giờ 25 phút rồi thì bây giờ chúng ta sẽ còn nhóm banh và nhóm chứng khoán. Thì hiện tại là như vậy là chúng ta sẽ không còn đủ thời gian để chúng ta phân tích nhóm ngành đó nữa. Các anh chị em nào mà chúng ta quan tâm đến các cái mã cổ phiếu của các nhóm ngành đó thì chúng ta sẽ có thể comment cho ông Lê và chúng ta sẽ trả lời các cái câu hỏi của các anh chị ở bên dưới các cái bản tin tuần của chúng ta ở đây. Đó thì bên dưới các bản tin tuần thì các anh chị có thể comment các cái câu hỏi và ông Lê sẽ dành thời gian để chúng ta trả lời. Ok anh chị, đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào một vài các cái ý để chúng ta phân tích và đánh giá và nhận xét. Thì trong cái tuần vừa qua thì về bản chất nó có một cái phiên giao dịch tương đối giảm điểm tương đối là mạnh, đó là trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì thị trường giảm điểm rất là mạnh và trong phiên giao dịch đó thì cơ bản là thị trường đạp trụ banh và nhóm ngành chứng khoán. Song song với việc đó thì có đánh giá thêm đó là nhóm ngành mid cap hiện tại đang giao dịch rất là tốt, và chính vì cái sự giao dịch rất là tốt của nhóm ngành mid cap như vậy nó là cơ sở, nó là tiền đề để cho nhà đầu tư của chúng ta gia tăng thêm lợi nhuận, gia tăng thêm cái vị thế của cổ phiếu trong cái tuần giao dịch vừa qua. Và ông Lên nhận thấy rằng là trong tuần vừa qua điểm số thì chúng ta không có tăng nhiều, gần như nếu như chúng ta xem một cây nến tuần thì gần như là đi ngang. Nhưng các anh chị để ý là cái NAV, tức là cái tài sản ròng của các anh chị đã tăng lên rất nhiều trong tuần vừa qua. Vì sao? Vì đó chính là nhóm ngành mid cap đã có cái sự giao dịch rất là tốt. Và bản thân cũng đấy, và đặc biệt là trong hai phiên kết tuần thì nhóm ngành penny cũng đang có cái sự hồi phục tốt. Thì đấy là những cái mấu chốt vấn đề để giúp cho tài khoản của anh chị đã có cái mức tăng tài sản ròng trong tuần vừa qua. Còn một vài ý để chúng ta nói về thị trường giao dịch trong tuần tới thì các anh chị có thể nhìn thấy đây trên biểu đồ giao dịch của chỉ số VN30. Trên VN30 thì trong tuần vừa qua chỉ số này đáo hạn hợp đồng phái sinh. Chính vì vậy nên là VN30 cũng đã có những các cái nhịp long short trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Và dự kiến ở trong tuần tới thì cái xu hướng của VN30 chúng ta sẽ ổn định hơn. Đánh giá ở trên cái góc độ kháng cự tuần thì trong tuần tới thì ông Lê sẽ kỳ vọng về việc là VN30 sẽ công vùng kháng cự 1540 điểm ở đây. Sau khi công thành công ở vùng 1540 thì có thể chúng ta sẽ nâng lên ở vùng 1550, đó là cái kỳ vọng ở trong tuần tới. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại thì ông nhìn cơ bản về thị trường, nếu như chúng ta không có các cái yếu tố gọi là yếu tố bất thường ở bên ngoài tác động vào, và với cái lòng của thị trường, với cái nội tại của thị trường như thế này thì xu hướng chủ đạo của thị trường vẫn là một xu hướng tăng điểm. Đó thì chúng ta sẽ có hai cái kháng cự này, đó là hai cái kháng cự rất quan trọng của tuần mới của chỉ số VN30. Còn đối với ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật ở trên góc độ kỹ thuật ngắn hạn, đối với chỉ số VN30 thì chúng ta có thể tính toán ở vùng 1520, em xem nào.
Có thể tính toán cái điểm hỗ trợ kỹ thuật tuần, xem ở đây nó lại khoảng rơi vào khoảng vùng 1525 nhỉ, khoảng 1525, 1520, 1520, tính khoảng vùng 1525. Ok, 1525. Như vậy là ở vùng hỗ trợ ngắn hạn sẽ là 1523. Ok anh chị, đó. Thì VN30 có thể quay trả lại cung ở quanh vùng 1520 đến khoảng vùng 1523 điểm. Đây sẽ là những cái điểm test cung kỹ thuật ở trong những cái phiên giao dịch ở phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới. Chắc chắn phiên ngày thứ hai khả năng sẽ test trước khi mà thị trường của chúng ta sẽ có những cái điểm đánh, những cái miếng đánh kỹ thuật để hướng về cái vùng kháng cự 1540 đến vùng 1550 điểm. Đối với chỉ số phái sinh, xem phái sinh. Phái sinh của chúng ta thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Phái sinh của chúng ta thì cũng trong tuần tới các cái điểm nhấn về mặt kỹ thuật của phái sinh có thể quay trở lại test xem này, điểm nào này. Phái sinh thì nó bị thấp hơn một tí ở vùng 1514 đến khoảng vùng 1516. Ở 1514 đến 1516 và thậm chí có thể tính toán thêm vùng 1510 điểm. Đấy là những cái điểm chỉnh kỹ thuật của phái sinh trong cái phiên giao dịch đầu tuần. Và những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này, những cái nền tảng kỹ thuật này nó tích lũy được để nó có những cái cơ sở nó công lại vùng 1530, sau đó 1540, 1550, thì đấy là những cái vùng rất là kỳ vọng ở trong cái tuần giao dịch mới, tuần giao dịch cần những tuần giao dịch cuối cùng của tháng 2. Đối với chỉ số index của chúng ta, anh chị có thể nhìn thấy đây, như vậy là index tuần của chúng ta đang tiệm cận lại cái vùng 1510 điểm ở đây. Đấy là cái vùng tâm lý, cái vùng cản tâm lý tương đối mạnh. Tuy nhiên ở trên góc độ kỹ thuật thì vẫn đang nhìn thấy có những cái điểm sáng, có những điểm tương đối sáng. Thì trong index của trong tuần mới nó sẽ kiểm tra lại ở vùng 1500 điểm. 1500 điểm. Và biên xa hơn ở đây sẽ là vùng 1000 đây này. 1493, 1493 đến khoảng vùng 1491 và vùng 1490. Đó. Đây sẽ là những cái vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật rất là quan trọng của index ở trong tuần mới. Để kỳ vọng chỉ số này có thể công thủng vùng 1510 điểm và hướng hướng lên vùng 1520 đến khoảng vùng 1525 điểm đối với index ở trong tuần giao dịch mới, thì đấy là kỳ vọng vùng lên. Và một điều mà chúng ta đáng lưu ý, đáng lưu tâm ở trong thời điểm hiện tại thì qua cái tín hiệu test kỹ thuật của ông Lê cũng nhận thấy rằng là các mã cổ phiếu và nhìn chung tổng quan danh mục của chúng ta nếu như đánh tốt thì đã ghi nhận được một cái mức tăng trên tổng NAV của chúng ta khoảng trên 15%. Đánh thường thường thì nó đang xấp xỉ được khoảng tầm 9 đến 10%. Đánh vừa vừa tức gọi là đánh gọi là đánh 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 mà chưa có kỹ năng lắm thì nó đang được khoảng tầm 5 đến 7%. Như vậy thì thị trường của chúng ta đã có 2 tuần giao dịch tương đối tốt, cùng với đó tuần tới thị trường sẽ chạm vào những vùng kháng cự rất mạnh, những vùng tâm lý rất mạnh. Vậy thì nếu như thị trường có tăng điểm mạnh, có hút dòng tiền đầu tư thì đấy là những thời điểm để chúng ta hiện thực hóa, chúng ta chốt lãi bớt những mã cổ phiếu chúng ta đang có lãi. Rồi, sau khi chúng ta chốt xong, chúng ta phải thu cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu. Các anh chị lưu ý như vậy, luôn luôn phải đảm bảo tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu ở một ngưỡng thích hợp. Và đặc biệt khi thị trường ở vùng kháng cự thì cái tỷ lệ đó cực kỳ quan trọng. Nó giúp cho chúng ta chiến thắng ở trên thị trường, nó giúp cho chúng ta có đồng vốn để khi thị trường chỉnh xong chúng ta có tiền để chúng ta chém cá, nếu có tiền để chúng ta vào thêm những cái mã cổ phiếu tốt, những cái vị thế tốt nếu có. Vậy thì ở những vùng thị trường kháng cự mạnh, khi thị trường hưng phấn chúng ta chốt bớt và chúng ta đưa tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu, thông thường với ủng lê sẽ đưa về tỷ lệ 50/50, 70/30. Đó là những cái vùng tỷ lệ vàng, những cái tỷ lệ hợp lý để chúng ta có đủ đồng vốn, có đủ tiền để quay vòng trong những nhịp chỉnh tiếp theo của thị trường. Quay vòng khi mà cổ phiếu họ đạt được target, họ chốt xong, họ gặp về những cái vùng hỗ trợ thì chúng ta sẽ có tiền để chúng ta mua. Và
Một lưu ý nữa là chúng ta tuyệt đối chúng ta không được để kiệt nguồn, chúng ta không được để cạn khô cái thanh khoản tài khoản của chúng ta, và chúng ta không được phép là all in, không được phép là dùng hết tiền mặt. Vì khi chúng ta dùng hết như vậy, chỉ cần thị trường nó vã cho chúng ta một cái thì chúng ta sẽ nếm ngay mùi cay đắng và nếm ngay cái sự thất bại của chúng ta. Đó, thì đấy là những cái điều lưu ý trong cái tuần giao dịch mới, tuần giao dịch cuối cùng của tháng 2. Đó, chúng ta lưu ý như vậy. Ok, bản tin tuần đến đây là hết. Trùng Lê xin được kính chào và hẹn gặp lại anh chị em của chúng ta trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo.